Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 152. Em quyến rũ hơn trăng sáng. Đêm khuya, khi trăng tròn và sáng nhất. Cuộc đấu giá của Thiên Tinh Các cũng đã đến bước gay gắt chưa từng có, toàn bộ Thiên Tinh Các đã chật cứng người. Bao gồm cả những phòng riêng đắt đến khó tin cũng đều đã được người ta đặt từ trước. Có thể nói rằng toàn bộ Thương Huyền Ma Vực đã bao năm rồi không náo nhiệt như vậy. Ở Thương Huyền Phủ rất hiếm thánh khí, cho dù ai đó may mắn có được thì cũng không bao giờ đem ra đấu giá. Thánh khí này cũng tình cờ được đưa đến Thiên Tinh Các. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể phải đợi hàng trăm năm. Trong số những người đến đấu giá, ngoài những tà tu và thế lực lớn của ma vực ra, thậm chí còn có một số trưởng lão của các tông môn đang âm thầm cạnh tranh giá, khao khát giành được thánh khí. Lúc này, thánh minh đã được bán đấu giá với giá ngất ngưỡng 20.000 tinh thần đan, nhưng vẫn có xu hướng tăng cao chưa chịu dừng lại. Vẫn có người trả giá cuồn cuộn không ngớt như cũ. Đáng ghét. Mỗi lần mức giá cao kỷ lục xuất hiện thì một sát ý và ánh sáng lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ sẽ toát ra từ một gian phòng riêng tinh xảo ở tầng trên. Thậm chí sát ý đó còn xuyên thấu linh trận trong phòng riêng và lan xuống đại sảnh bên dưới. Trong lòng nhiều người đều rõ, có lẽ người này Sở Thiên Hạo, chủ nhân của Vương Câu, đệ tử thân truyền của Huyền Vương Điện. Sở Thiên Hạo được coi là nhân vật truyền kỳ trong giới trẻ ở Thương Huyền Cảnh. Mấy năm nay, hắn ta đều bế quan và lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất của Huyền Vương Quyết. Có tin đồn, Huyền Vương Quyết của hắn ta đã đến thời khắc mấu chốt, có thể đạt tới cảnh giới cao nhất bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay lại phá quan mà ra, nghĩ cũng biết hắn ta tức giận đến mức nào. Nhưng không ai quan tâm cả, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Đây là Thiên Tinh Các, không ai dám gây rối. Dù là Sở Thiên Hạo cũng không thể. Cùng lúc đó, có mấy vị đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông ở trong một căn phòng riêng khác. Cầm đầu là một người có vóc dáng mảnh khảnh, dung mạo tuyệt trần, vẻ ngoài lạnh lùng tựa băng xương. Sườn xám dài xẻ tà, để lộ cặp đùi thon và trắng nõn. Ai nấy vừa nhìn đôi chân này là khó quên. Nhưng không ai dám nhìn lần thứ hai, bởi vì nó thuộc về đệ tử thân truyền mạnh nhất của Phù Vân Kiếm Tông, Diệp Tử Lăng. Nàng ta vừa vội trở về từ Huyền Thương Thành sau khi nghe tin Lãnh Ngạo Nhiên bị thương, còn chẳng thèm trở lại tông môn mà dẫn mọi người đến Huyền Thương Ma Vực ngay. Sư tỷ, chúng ta đã nghe ngóng được tin tức, Bôn Lôi Ma Kiếm quả thật ở Thiên Tinh Các, bây giờ thậm chí còn đang ở trong phòng riêng xem bán giá. Một vị đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông lên tiếng. Hắn ta to gan thật, phòng của hắn ta tầng mấy? Trong mắt Diệp Tử Lăng lóe lên một tia sáng lạnh, không khống chế được toát ra sát ý. Hắn ta ở tầng cao nhất, nhưng đây là Thiên Tinh Các, sư tỷ đừng manh động. Ta nghe được tin rằng Thiên Tinh Các sẽ bảo vệ hắn ta, thậm chí còn buông lời rằng kẻ nào dám tấn công Lãnh Ngạo Nhiên ở Thiên Tinh Các, dù là ai đều giết không tha. Tên đệ tử kia tỏ vẻ khó xử, dè dặt nói. Các đệ tử thân truyền khác cũng thi nhau khuyên nhủ. Diệp Tử Lăng là con gái của trưởng môn Phù Vân Kiếm Tông, ngay cả ở Thương Huyền Ma Vực cũng không quá mấy người dám động tới nàng ta. Nhưng đây là Thiên Tinh Các, không ai có thể sống sót sau khi ra tay. Không một ai cả. Bối cảnh của họ rất mạnh mẽ và thần bí, không hề sợ bất kỳ sự trả thù nào. Ngay cả khi đám yêu nghiệt ma đạo dám đến đây hống hách, cũng đều bị giết không tha. Có một câu nói lưu truyền trong ma vực, không có việc gì mà Thiên Tinh Các không dám làm, cũng không có kẻ nào mà Thiên Tinh Các không dám giết. Thiên Tinh Các chính là cấm kỵ. Trong mắt Diệp Tử Lăng tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Lửa giận khó tan, Bôn Lôi Ma Kiếm là cơn ác mộng của nàng ta trong 6 tháng qua. Cảnh tượng bốn đệ tử thân truyền mất mạng ngay trước mặt nàng ta, hễ nhắm mắt là sẽ nhớ đến. Đó là sai lầm do sự kiêu ngạo và tùy hứng của nàng ta gây nên. Nàng ta lớn bằng từng này rồi, đó cũng là lần duy nhất phải rơi nước mắt. Diệp Tử Lăng thề trước mộ họ rằng sẽ tự tay dế tê chết Bôn Lôi Ma Kiếm để trả thù cho bốn người họ. Bây giờ mới có cơ hội. Bôn Lôi Ma Kiếm hiếm khi bị thương nặng như vậy, nhưng hắn ta lại ẩn náu trong Thiên Tinh Các, nàng ta lại chẳng làm gì được hắn. Đáng ghét. Diệp Tử Lăng cắn môi, thậm chí nàng ta còn tức giận hơn cả Sở Thiên Hạo, một giọt máu tươi tràn ra trên cánh môi. Nàng ta cắn rách đôi môi đỏ mọng, nhưng dường như không biết đau đớn, sát khí trong mắt gần như muốn tẩu hỏa nhập ma. Thật sự không thể giết được ư, Đam Mỹ Hài. Ha ha ha, 30.000. Có ai ra giá cao hơn không? Đây là thánh khí, hẳn là lần đầu tiên có thánh binh được bán đấu giá ở Thương Huyền Ma Vực trong trăm năm qua, có lẽ trăm năm sau không có nữa đâu. Cơ hội hiếm có đấy.
Gã trung niên mập mạp cười nói, sức hấp dẫn của thánh binh này thực sự rất khủng khiếp, lại bị đẩy lên mức giá cao ngất trời là 30.000 tinh thần. Đan. Đây là tinh thần đan, mỗi viên đều vô cùng quý hiếm, không thể sánh với tĩnh nguyên đan thông thường. 50.000. Một mức giá cao đến kinh ngạc khác đã gây ra huyên náo trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. 50.000 tinh thần đan, giá này thực sự hơi dọa người, dù sao. Vương Câu cũng chỉ là thánh khí trăm văn mà thôi. Họ đoán có lẽ người trả giá là cao thủ am hiểu dùng thương. Khả năng lớn hơn là thế lực tông môn đứng sau chống lưng cho hắn, chứ cá nhân không thể nào trả được giá này. Một là có thế gia chống lưng, hai là có tông môn lớn chống lưng, hoặc có khi còn là người của tứ tông. 5 vạn. Mặt Diệp Tử Lăng lại lạnh hơn, lúc này chắc là tên kia đang đắc ý lắm đây. Tài nguyên khổng lồ như thế, nếu mà bị người này lấy được, thì e là thực lực của hẳn ta sẽ tăng vùn vụt. Sau này muốn giết, chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Còn chỗ Sở Thiên Hạo, nghe thấy giá chào hàng, hắn ta tức đến nỗi suýt thì hộc máu. Trong gian phòng ở tầng cao nhất của Thiên Tinh Các, Bôn Lôi Ma Kiếm đang ngồi trong đó, nghe thấy giá chào hàng này. Khuôn mặt trắng bệch của hắn A lộ ra vẻ mừng rỡ, dù có chia một nửa thì cũng là một con thiên văn đối với hắn A. Nhưng, cái giá này sẽ còn bị nâng lên nữa. Nghe nói Sở Thiên Hạo cũng tới, hắn ta không dám làm càn ở Thiên Tinh Các, nhưng sau lưng hắn ta có Huyền Vương Điện. Huyền Vương Điện tương đối coi trọng hắn ta, chắc là sẽ mua lại Vương Câu cho hắn ta thêm lần nữa. 7 vạn. Quả đúng như dự đoán, một giọng báo giá tràn ngập hận ý vang lên trong đại sảnh. Phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, một lát sau mới nổi lên những tiếng kinh hô, thế mà lại tăng một phát lên 7 vạn đan tinh thần. Bùm bùm. Trái tim Bôn Lôi Ma Kiếm đập điên cuồng, hắn ta kích động quá, trên mặt xuất hiện vết ửng đỏ của trạng thái bệnh. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng hắn ta, gò má hắn ta đau đớn, co giật. Công tử Táng Hoan. Lãnh Ngạo Nhiên trầm mặt, 7 ngày trôi qua, kiếm ý đối phương lưu lại trong người hắn ta chỉ yếu đi một chút. Mỗi giờ mỗi khắc đều khiến cho hắn ta đau đớn kinh khủng, đó là sự dày vò không thể tưởng tượng nổi. Thù này nhất định phải báo. Trong mắt Lãnh Ngạo Nhiên lóe lên sát ý đáng sợ, một ngụm rượu lẫn máu bị hắn ta uống cạn. 7 vạn đan tỉnh thần là cái giá trên trời khiến cho phòng đấu giá Thiên Tỉnh Các trở nên yên lặng, tên mập trung niên cười hớn hở, cái giá này thật sự nằm ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng khi ông ta sắp gõ búa, tiếng tiêu biến ảo bất ngờ vang lên trong Thiên Tỉnh Các. Tiếng tiêu trong trẻo êm tai, chỉ vài nốt nhạc ngắn đã làm cho người nghe mê mẩn. Đợi đến khi mọi người bừng tỉnh, tiếng tiêu đã dừng lại từ lúc nào không hay, chỉ có dư âm còn sót lại trong phòng đấu giá đèn đuốc sáng trưng. Dư âm dũng mãnh, âm vang kéo dài dai dẳng. Kẻ nào dám làn càn ở đây? Các chủ Thiên Tinh Các, tên mập trung niên kia trầm mặt xuống, lạnh giọng quát. Có người tới Thiên Tinh Các gây rối ư? Ai mà to gan thế? Mất một lúc mọi người mới hiểu ra ý trong lời tên mập trung niên nói, khi bọn họ đang ngạc nhiên không rõ thì có một giọng nói thanh lãnh vang vọng trong đại sảnh. Một khúc đứt ruột gan, biết tìm chi âm ở chân trời nào. Một khúc hồng nhan cười, chuyện này sao có thể nhớ lại từ đầu. Một khúc tạ lê hoa, chỉ có hoa hồng đỏ trong tuyết. Một khúc luân hồi khổ, thân này biết gặp quân ở nơi nào. Một khúc loạn giang sơn, chúng ta há lại là vật trong ao. Kiếm này đi ra liền bất phàm. Âm thanh đó bay bổng bất định, giống như dòng suối mát trên ngọn đồi, trong vắt kỳ ảo, giọng điệu lúc trầm lúc bổng, trong mơ hồ giống như một bản nhạc, làm người nghe mê mẩn không thôi. Vẻ mặt tên mập trung niên xa sầm, ông ta lạnh giọng cười rồi thâm độc nói, không biết là vị bằng hữu nào hạ cố đến chơi, trốn trốn nấp nấp thế thì ra cái thể thống gì, người có dám xuất hiện cho ta gặp một cái không? Đạo hiếu khách của Thiên Tinh Các ta cũng có tiếng ở ma vực Thương Huyền đấy. Ý đe dọa trong giọng nói rất rõ ràng, nhiệt độ trong đại sảnh đang lạnh xuống rõ rệt. Sát khí mãnh liệt làm cho người ta không rét mà run. Mái nhà cao chót vót của Thiên Tinh Các bị đánh ra một lỗ thủng to, bụi, gạch ngói vụn, vụn gỗ bay đầy trong không khí. Từ lỗ thủng kia, ánh trăng tận tình tỏa sáng, nháy mắt đã hình thành một chùm sáng trong như thác nước chiếu xuống. Giờ phút này, trăng sáng tròn vành vạch. Lâm Nhất cầm Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu trên tay. Trên người mặc bộ quần áo màu bạc, tóc dài tỏa ra ánh sáng nhạt. Hắn đeo mặt nạ ngân nguyệt, lưng đeo hộp kiếm màu bạc, khoác lên mình ánh trăng. Trong ánh nhìn của mọi người, dưới ánh trăng như thác nước kia, hắn chậm rãi hạ người xuống. Phong thái hào hoa phong nhã tuyệt thế đó,
làm cho người xem trợn mắt há hốc miệng, kinh hãi không thôi. Hắn đạp trăng mà tới, nhưng rõ ràng còn diêm dúa hơn vành trăng sáng kia. Tóc bạc, mặt nạ, thiêu ngọc, thân phận người này lập tức hiện ra một cách sinh động. Cái phong thái này, ở trong Thương Huyền Phủ, ngoài công tử Táng Hoa ra thì còn là ai được nữa. Trong phòng bao, Sở Thiên Hạo chỉ thoáng ngẩn người, sau đó trong mắt lóe ra tia sáng, hắn ta trầm giọng nói, ra tay. Dầm. Lập tức có hai thân ảnh đập thủng lỗ ở phòng bao, sau đó đánh về phía đang để thánh binh. Sở Thiên Hạo cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì, nế lại thánh binh của mình, thì còn lâu hắn ta mới chịu tốn một số tiền lớn đi đấu. Giá. Tên mập trung niên vốn còn bình tĩnh thì giờ lập tức trở nên bối rối, đánh chết ông ta cũng không nghĩ ra tại sao thánh binh niêm phong rồi vẫn bay ra. Bảo vệ thánh binh, ai dám lộn xộn, giết không cần hỏi. Sau khi tỉnh táo lại, ông ta lập tức gào lên, uy áp bàng bạc điên cuồng quét qua. Đồng thời ông ta cũng tự mình ra tay, bay nhanh về phía thánh binh, nhưng... ông ta vừa di chuyển thì lập tức bị người khác quấn lấy trong bóng tối. Toàn bộ thiên tinh các loạn cào cào. Những thị vệ lúc trước đi giết Lâm Nhất bây giờ lần lượt quay đầu bay về phía thánh binh. Âm, ầm, ầm, tinh nguyên sao động, kiếm quang lóe ra, tia lửa văng khắp nơi. Thậm chí có người còn tung ra cả võ học cấp thánh linh, ý đồ trấn áp kẻ khác, sau đó đoạt lấy thánh binh rồi bỏ chạy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên tinh các rộng rãi lộng lẫy, hùng vĩ cũng trở nên lắc lư lung lay dưới cục diện hỗn loạn này. Trong tình cảnh hỗn loạn này, linh trận trùng trùng điệp điệp, thoáng có chút không chịu nổi. Ai ra tay với ta vậy? Muốn chết à? Tên khốn kia, không muốn sống nữa à? Tới đây tham gia đấu giá phần lớn đều là tà tu, tính tình cực kỳ nóng nảy, một lời không hợp là đánh nhau luôn, chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa trong tình huống lộn xộn này. Trái lại, dưới ánh trăng Lâm Nhất khoác lên mình một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt, trở thành đối tượng bị tất cả mọi người xem nhẹ. Tiếng tiêu dịu dàng và cục diện máu tanh hỗn loạn xung quanh, hình thành nên sự tương phản rõ rệt. Đáng hận. Tên mập trung niên liếc mắt thấy Lâm Nhất vẫn đang thổi tiêu, ông ta tức đến nỗi suýt thì hộc máu. Nhưng lúc này ông ta không thể lo chỗ Lâm Nhất nữa, bởi vì ông ta phát hiện trong số những kẻ ra tay, có cao thủ của Huyền Vương Điện. Đám khốn kiếp này, đúng là không muốn sống nữa mài. Đừng lộn xộn nữa, ta muốn ra ngoài. Trong phòng bao mà Phù Vân Kiếm Tông đặt, các đệ tử chân truyền khác nhìn thấy tình hình hỗn loạn phía dưới, cả đám há hốc miệng sửng sốt. Trong lúc đang hoảng sợ bất an, có người gọi Diệp Tử Lăng. Sư tỷ, nhìn xung quanh, làm gì còn thấy bóng dáng của Diệp Tử Lăng. Diệp Tử Lăng mặt mũi lạnh băng, cầm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt hàn quang lãnh liệt, sát ý tỏa ra bừng bừng. Nàng ta cầm kiếm rồi chạy như điên tới phòng bao ở tầng trên cùng, mục tiêu của nàng ta rất rõ ràng, đó là Bôn Lôi Ma kiếm. Vèo, vèo, vèo. Trong bóng đêm có tiếng xé gió vang lên, từng bóng người tỏa ra sát ý lao về hướng giống nàng ta. Kẻ thù của Bôn Lôi Ma kiếm không chỉ có một mình Diệp Tử Lăng. Đoàn người đều đang so tốc độ, tất cả đều muốn nhân cơ hội này tự tay chém chết Bôn Lôi Ma kiếm. Keng, nhưng đột nhiên, tất cả bọn họ đều cảm nhận thấy, trong phòng bao mà Bôn Lôi Ma kiếm đang ở có kiếm ý tỏa ra. Sau đó là một tiếng kêu thảm vang lên. Bảo là kêu thảm nhưng trên thực tế thì gần giống R3N gì, nghe mà hãi hùng khiếp vía. Không thể tưởng tượng nổi, người này đang phải chịu hành hạ khổ âm bố cỡ nào. Đáng sợ quái. Đoàn người đang tới gần gian phòng đều thay đổi nét mặt, trong mắt lóe ra tia khác thường. Cheng, cheng, cheng. Đồng thời, kiếm ý kia liên tục tăng lên, nháy mắt đã đạt đến cảnh giới thông thiên vô cùng kinh người. Nhưng vẫn không dừng lại, thông thiên tiểu thành, thông thiên đại thành. Thông thiên đỉnh phong đại viên mãn. Kiếm ý đáng sợ mạnh đến nỗi làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, nếu tiếp tục đi lên đăng trước thì có khả năng sẽ bị kiếm ý ảnh hưởng, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Ngôn Tình Hoàn. Sao có thể như vậy? Kiếm ý thông thiên đỉnh phong đại viên mãn. Đoàn người đưa ra, quên luôn mục đích của chuyến đi này, không phải trong Thương Huyền Phủ không có ai nắm được kiếm ý thông thiên à? Bọn họ chưa từng nghe nói về người có thể làm cho kiếm ý đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Không chỉ tinh quân, cho dù là cường giả ở cảnh giới thần đan thì cũng chưa nghe nói kiếm ý của ai lại mạnh đến mức này. Trong lòng Diệp Tử Lăng gợn sóng mãnh liệt, bản thân nàng ta đã luyện tới kiếm ý thông thiên đại thành, nhưng so với kiếm ý trước mặt, thì vẫn chênh lệch lớn đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Là hắn sao?
Diệp Tử Lăng quay đầu lại nhìn, ánh trăng như thác nước, người kia một đầu tóc bạc, dường như xung quanh hỗn loạn chẳng liên quan gì với hắn. Chém giết tàn khốc đẫm máu và tiếng tiêu tịch mịch dịu dàng, tạo nên sự đối lập không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tử Lăng hoài nghi, kiếm ý trong người Bôn Lôi Ma kiếm chính là bị người này gieo vào, giờ phút này hắn đang dùng tiếng tiêu để dẫn nó phát nổ. Thắp đèn. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên. Mọi người thấy tên mập trung niên đang cầm thánh binh trong tay, ông ta hô chưa được bao lâu, đại sảnh rộng rãi lại lần nữa sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Vào khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, tất cả mọi người lập tức dừng động tác trong tay lại, khung cảnh hỗn loạn ban nãy giờ đã yên tĩnh lại. Nét mặt tên mập trung niên u ám, ông ta lia mắt nhìn, toàn bộ thiên tỉnh các đã bị phá hủy gần hết. Rất nhiều vật phẩm đấu giá trên khán đài đã bị người ta nhân lúc hỗn loạn lấy đi, giờ chỉ còn là một đống lộn xộn. Hôm nay không ai được phép rời đi, ai dám làm càn, giết không cần hỏi. Tên mập nổi giận quát lên như tiếng sấm, làm mọi người hết hồn. Dầm. Nhưng ông ta vừa nói xong, lại có một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, gian phòng ở tầng cao nhất thiên tinh các ầm ầm nổ tung. Một cái đầu người, bay ra trong ánh nhìn của mọi người. Là Bôn Lôi Ma Kiếm. Một khúc tiêu, coi như là tiền cho cái đầu của Bôn Lôi Ma Kiếm, chung quy thiên tinh các vẫn là nơi buôn bán. Tiếng tiêu dừng lại, Lâm Nhất mở mắt ra, nhếch môi mỉm cười, sau đó hắn lắc mình một cái đã xách đầu của Bôn Lôi Ma Kiếm trong tay. Dưới ánh trăng, hắn khoác lên vầng sáng màu bạc, một tay cầm tiêu, một tay xách đầu người rồi bay lên. Này, cái này sao làm được vậy? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả đều sửng sốt. Hắn thật sự đã chém chết Bôn Lôi Ma Kiếm ở thiên tinh các, rồi còn xách đầu Bôn Lôi Ma Kiếm đi ngay trước mặt bao người. Một khúc sáo mua đầu người, Bôn Lôi Ma Kiếm giết chết thảm ở thiên tinh các. Cảnh tượng Lâm Nhất một tay cầm sáo và tay kia cầm đầu lãnh ngạo. Nhiên thực sự gây sốc, đến mức tất cả mọi người đều sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn lại, ngạc nhiên đến mức suýt rớt cả cằm. Bôn Lôi Ma Kiếm thực sự mất mạng như vậy ư? Lâm Nhất còn lấy đầu hắn ta ở trong thiên tỉnh các ngay trước mặt mọi người nữa chứ? Không thể hình dung được mọi người thầm sốc đến mức nào. Cũng giống như không ai có thể tưởng tượng được lửa giận trong lòng gã trung niên mập mạp. Cảnh tượng này giật gân bao nhiêu thì ông ta càng tức giận bấy nhiêu. Giết hắn. Một tiếng gào thét bỗng vang lên, như thể sấm sét trên trời nổ tung bên tai mọi người. Có không ít người bị thương ngay tại chỗ, bảy lỗ chảy máu, trực tiếp ngất lịm. Bùm, bùm, bùm. Linh trận mấy lớp lung lay muốn đổ bởi tiếng gào thét này. Trên tường nổ tung hết lỗ này đến lỗ khác. Vô số đồ vật trang trí thi nhau vỡ nát y hệt thủy tinh. Nét mặt của mọi người đều tái nhợt, trong mắt ngập tràn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng gã trung niên mập mạp đang cầm thánh khí màu bạc trong tay, sắc mặt tái nhợt, lửa giận bừng bừng, mặt mày nín nhịn xa sầm. Mọi người đều cảm nhận được sự tức giận và sát ý của ông ta. Phút, phút, phút. Gần như ngay sau khi ông ta vừa dứt lời, những bóng người nhảy vọt lên trời, lần lượt chọc thủng mái vòm của thiên tinh các. Đuổi theo công tử Táng Hoa. Hầu hết những thân ảnh đó đều là cao thủ cảnh giới tinh tượng, thậm chí không thiếu tôn giả cảnh giới thần đan. Trận hình này có thể nói lớn đến đáng sợ, cho dù công tử Táng Hoa giết người cũng chưa chắc có thể thoát khỏi ma vực thương huyền này. Một nhóm cao thủ thiên tinh các cùng ra tay có thể nói cực kỳ hiếm thấy ở ma vực, e rằng không lâu sau sẽ gây chấn động toàn bộ thương huyền phủ. Ngoài hộ pháp ra, những người khác đều đi theo ta. Gã trung niên mập mạp cầm trường thương màu bạc trong tay, dẫn đầu đám người còn lại đi theo những người khác truy đuổi Lâm Nhất. Các chủ xin dừng bước. Ngay khi gã trung niên mập mạp chuẩn bị rời đi, Sở Thiên Hạo xuất hiện cùng với trưởng lão của Huyền Vương Điện. Hắn ta mày kiếm mắt sáng như sao, mặt mày tuấn tú, khoác áo choàng dài, mang khí chất không tầm thường. Tên mập vẫy tay ra hiệu cho những người khác đi trước, sau đó cười nhạo. Không có ý tốt, Sở công tử có gì chỉ giáo. Sở Thiên Hạo cũng cực kỳ không vui khi thấy thánh binh của mình bị đối phương nắm chặt trong tay, nhưng không tỏ vẻ gì vẫn bình tĩnh nói, thiên tinh các là nơi buôn bán, làm ăn phải tuân thủ quy củ, ông chủ Châu nói có đúng không? Gã trung niên mập mạp cười nói, ngươi nói không sai, xét về quy củ, thiên tinh các ta chắc chắn đứng thứ nhất trong ma vực thương huyền. Dù sao thiên tinh các chỉ là nơi buôn bán, ưu tiên quy củ. Sở Thiên Hạo bình tĩnh nói, ta tới đây để đấu giá. Có tuân thủ quy củ của thiên tỉnh các không? Gã trung niên mập mạp mỉm cười, nói sách mé, đương nhiên, ta rất khâm phục sự cao thượng phi phàm của Sở công tử.
ban nấy người trả giá cao nhất cho thánh binh này, thiên tinh các ta nhất định sẽ đưa nó tới tận tay cho ngươi theo quy định. Nghe vậy, Sở Thiên Hạo hơi nhếch khóe miệng, nhướng mi cười nói, ông chủ Châu nói không sai. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết thế nào mới là quy củ. Nếu bôn lôi ma kiếm đã chết, dĩ nhiên thiên tinh các của ngươi đã không còn tư cách bán đấu giá thanh khí này, đồ vật phải trả lại cho chủ cũ của nó. Mọi người hít hà, Sở Thiên Hạo này cũng là một kẻ tàn nhẫn, hóa ra đây chính là mục đích của hắn ta. Hắn ta muốn lấy lại thánh binh mà không tốn một viên tinh thần đan nào. Những gì hắn ta nói cũng có lý. Lãnh Ngạo Nhiên đã chết, dĩ nhiên cuộc đấu giá sẽ không thể tiếp tục. Dù sao từ đầu tới cuối, thánh binh này không phải đồ của thiên tinh các, bọn họ không thể tự làm chủ. Bằng không, người chết mà đồ đạc vẫn bị bán đấu giá, sau này sẽ không ai dám làm ăn với thiên tinh các nữa. Gã trung niên mập mạp lập tức sầm mặt, lạnh lùng nói, Sở công tử, lẽ nào ngươi nghĩ bây giờ ai cũng có thể trèo lên đầu thiên tinh các chúng ta? Nét mặt Sở Thiên Hạo vẫn không thay đổi, bình tĩnh nói, không dám, chỉ là quy củ bày ra ở đó. Gã trung niên mập mạp giận dữ, chửi thẳng, mẹ kiếp, ông nói cho ngươi biết quy tắc là gì? Quy tắc là tối nay công tử Táng Hoa nhất định phải chết. Ai giết được công tử Táng Hoa thì thánh binh sẽ thuộc về kẻ đó. Đây là quy củi. Chắc hẳn tối nay tên mập này tức giận lắm, chẳng qua chúng bẫy của Lâm Nhất mà thôi. Sở Thiên Hạo này còn ở ra rẻ trước mặt ông ta, khiến ông ta không nén nổi lửa giận. Nhưng ngay lập tức, toàn bộ thiên tinh các xung chuyển, cửa phòng riêng của mỗi tầng bị đẩy ra. Ai giết công tử Táng Hoa, thánh binh sẽ thuộc về kẻ đó hả? Có người nói với ánh mắt nóng bỏng và không chắc chắn. Đúng vậy, chỉ cần ai có thể giết được công tử Táng Hoa, thánh binh này sẽ thuộc về kẻ đó. Gã trung niên mập mạp hờ hững liếc Sở Thiên Hạo, lạnh lùng nói, ngươi không muốn chỉ tinh thần đan cũng được, chỉ cần giết chết công tử Táng Hoa là được, bàn quy củ với ta à, ngươi còn non lắm. Không hề nghi ngờ, lời nói của ông ta đã gây ra chấn động trong thiên tinh các, từng bóng người lướt ngang qua bầu trời như tia chớp. Thấy gã mập mạp rời đi, mãi một lúc lâu sau Sở Thiên Hạo mới nén được lửa giận, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Thiên Hà ơi, bây giờ phải làm thế nào? Một trưởng lão ở bên cạnh hỏi. Sở Thiên Hạo hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói, đi xem thử. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể để công tử Táng Hoa sống sót rời đi. Đừng để hắn chết trong tay thiên tinh các, cố gắng để hắn mất mạng trong tay chúng ta. Tên nhãi này giả thần giả quỷ nên chết lâu rồi. Diệp Tử Lăng đi rồi trở về phòng riêng ở Phù Vân Kiếm Tông, một đám đệ tử vội vàng nói, sư tỷ, bôn lôi ma kiếm đã chết. Ta biết rồi. Diệp Tử Lăng nhẹ nhàng trả lời, tên đó suýt chết trước mặt nàng ta, toàn bộ phòng riêng bị nổ tung bởi kiếm ý. Chỉ có cái đầu bay ra ngoài, lúc đó nàng ta đang choáng váng, mãi tới khi Lâm Nhất xách đầu đối phương lên, nàng ta mới hoàn hồn. Sư tỷ, công tử Táng Hoa này là người của Phù Vân Kiếm Tông của chúng ta ư? Hiện tại toàn bộ thiên tinh các đang truy đuổi hắn, chúng ta có cần giúp đỡ không? Diệp Tử Lăng lẩm bẩm, Phù Vân Kiếm Tông không có người như vậy. Nhưng nếu có năng lực thì có thể giúp đỡ. Đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài. Trong nháy mắt, thiên tinh các vừa rồi còn náo nhiệt lại trở nên vô cùng vắng vẻ. Đằng kia, vừa mới rời khỏi thiên tinh các, Diệp Tử Lăng đã thấy bóng người màu bạc dưới vầng trăng to tròn. Bóng dáng đó rất bắt mắt, một tay hắn cầm sáo, tay còn lại cầm đầu bôn lôi ma kiếm, chạy thục mạng trên từng hàng mái hiên. Thân phận của hắn rất thần bí, tàn ảnh chất chồng lên nhau trong bóng đêm. Nhưng các hộ vệ của thiên tỉnh các cũng bám sát không buông, thỉnh thoảng có một cao thủ cảnh giới thần đan sẽ ra tay. Tuy thân pháp của công tử Táng Hoa tuyệt diệu, nhưng khoảng cách càng ngày càng gần. Không thể đi được. Diệp Tử Lăng khẽ lắc đầu, có quá nhiều cao thủ cảnh giới thần đan, trừ khi công tử Táng Hoa cũng là một cao thủ cùng cấp bậc. Bằng không, hoàn toàn không có cách nào rời đi, căn cơ của thiên tỉnh các ở ma vực Thương Huyền vẫn quá mạnh. Không ai dám gây rối ở thiên tinh các. Bởi vì tất cả những kẻ gây rối đều đã chết. Đây quả thực không hề nói suông. Đột nhiên, bóng người màu bạc xách đầu bôn lôi ma kiếm dừng lại trên mái hiên của lầu các cao chót vót. Trong mắt những bóng người đang truy đuổi đều lộ ra vẻ ngạc nhiên và không chắc chắn, nhưng họ cũng không vội vàng ra tay. Họ tản ra trong không trung, âm thầm chặn mọi lối thoát. Vùi, vù vù. Vô số bóng người nhân cơ hội này đuổi theo, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Nhất. Tránh ra. Gã trung niên mập mạp cầm thương bạc trong tay,
vẻ mặt âm trầm đẩy đám người ra rồi cười nham hiểm nói, sao ngươi không chạy nữa? Trái lại ngươi chạy tiếp đi, ngươi có thể chạy thoát khỏi thiên tinh các nhưng có thể thoát khỏi ma vực thương huyền không? Các chủ tức giận như vậy làm gì chứ? Lâm Nhất thu lại đầu bôn lôi ma kiếm, khẽ cười nói, việc mua bán đã hoàn tất. Một khúc sáo mua một cái đầu, thế vẫn chưa đủ, gã trung niên mập mạp đưa mắt ra hiệu, các hộ vệ tinh quân của thiên tỉnh các đang tản ra ở xung quanh lập tức xông tới chỗ Lâm Nhất với khí thế che trời lấp đất. Ai nấy đều bùng nổ dị tượng giữa không chun giống như nữ thần giải hoa, chặn kín mọi lối đằng trước, đằng sau, bên trái và bên phải. Với một trận hình khổng lồ như vậy, ngay cả một cao thủ cảnh giới thần đan ở trong đó cũng sẽ cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Huống chỉ có lẽ công tử táng hoa này cũng không phải là tôn giả, nếu không hắn cũng sẽ không đi săn giết tà tu cảnh giới tinh quân. Người này sắp mất mạng ư. Từng ánh mắt thi nhau nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ mặt phức tạp, có người nôn nóng. Tên mập nói rằng kẻ nào giết chết công tử táng hoa thì sẽ là chủ nhân của thánh binh. Nhưng thiên tỉnh các của ông ta đã bị bao vây chặt chẽ đến mức người khác không thể nhúng tay. Đám cao thủ cảnh giới thần đan vẫn đứng im, trông như thể sắp ra tay giết chết công tử táng hoa chỉ bằng một đòn. Nhưng trên thực tế, rõ ràng là họ đang hù dọa những kẻ ngoài cuộc như họ. Đây là các lập uy của thiên tinh các, họ muốn giết người thì kẻ đó chết chắc, hơn nữa không ai có thể can thiệp. Lại nhớ gã mật nổi trận lôi đình ở thiên tinh các, những người khác thật sự không dám làm loạn. Sợ bị ông ta giết gà dọa khỉ ngay trước đám đông. Không đủ à, thế lại thêm một khúc khác đi. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm và đặt cây sáo tử ngọc thần trúc lên môi. Gã trung niên hơi cau mày, ông ta cảm nhận được sự im ắng đáng sợ từ trên người Lâm Nhất. Đó là sự im lặng của vạn vật, sự yên tĩnh chết chóc, như thể mọi âm thanh trong trời đất đều bị áp chế vào lúc này. Cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang ập đến, dường như đang chờ đợi vương hầu cùng thiên tử giáng xuống phàm trần. Rút lui, rút lui, rút lui. Gã trung niên mập mạp lập tức nhận ra sự lạ thường, vội vàng lên tiếng nhưng đã quá muộn. Dưới màn đêm trăng tròn, tiếng sáo vang lên, bùm. Chỉ khác lần trước khi giai điệu của tiếng sáo vang lên, áp lực khủng bố trên người Lâm Nhất cuồn cuộn, bùng nổ. Đó là một luồng uy áp thuộc về nhân gian. Khi hắn vừa cất tiếng, đó là giọng nói của một vương hầu. Thế giới chia làm hai nửa, một nửa nở rộ dưới tiếng sáo của hắn. Đám tinh quân xông tới phía trước đã phải chịu một đòn tấn công mạnh khó tưởng tượng nổi trong nháy mắt, tiếng sáo như núi nện mạnh lồng ngực họ. Bịch, bịch, bịch. Trong không trung liên tục vang lên những tiếng nổ lớn kinh hoàng, trên ngực của từng bóng người lần lượt xuất hiện những lỗ lớn. Họ giống như con diều bị đứt dây, bị đánh đến độ không kịp trở tay khi tiếng sáo hòa quyện với kiếm ý. Phần lớn những kẻ còn lại đều là cao thủ cảnh giới tinh tượng. Mặc dù họ chưa lọt vào bảng xếp hạng tinh quân nhưng căn cơ tu vi cực kỳ thâm sâu, cả đời vẫn có cơ hội lớn để đạt đến cảnh giới thần đan. Nếu không có lẽ họ đã chẳng được tuyển vào thiên tinh các. Nhưng họ cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ cùng cơn ớn lạnh đáng sợ một cách vô cớ, lan tràn điên cuồng dưới ánh trăng tròn. Họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng người màu bạc đó từ từ nhắm mắt lại từ bao giờ. Ta hỏi hoa đến từ đâu? Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Một tiếng sáo trời vang lên bên tai họ, như thể có ai đó đang thì thầm bên tai. Nhưng khi nhìn kỹ lại, không hề có tiếng thì thầm hay mái hiên, thậm chí cả tiếng sáo cũng biến mất. Chỉ có hoa vẫn nở không ngừng, mỗi một chiếc lá, mỗi một đóa hoa biến thành biển hoa dưới ánh trăng. Ta hỏi hoa đến từ đâu? Ai dám trả lời nào? Âm thanh của vương hầu, kiếm ý thông thiên đại viên mãn đỉnh phong, thánh khí tử ngọc thần trúc. Hắn tấu một khúc trần quang kiếm pháp. Ta hỏi hoa đến từ đâu? Dưới đêm trăng tròn, ai dám trả lời? Từng đợt tiếng sáo vang lên tựa như tiếng thét giận dữ của vương hầu, thiên tử, mỗi một tiếng lọt vào tai chấn động cả bầu trời. Nét mặt các thiên tài cảnh giới tinh quân bị kiếm ý bao trùm đều thay đổi rõ nét. Họ còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đã bị bao phủ bởi thế kiếm vô biên. Dưới áp lực của giọng vương hầu, họ cảm giác mình như thể dân thường đang đối mặt với thiên tử. Áp lực bao trùm tựa như đi trên băng mỏng. Keng, keng, keng. Đám người hùng hùng hổ hổ xông tới đều lần lượt dừng bước, không tài nào đến gần Lâm Nhất. Dưới sự bao trùm của tiếng sáo, ai nấy đều rút binh khí ra rồi liên tục tung ra đủ loại sát chiêu. Trên mái hiên, kiếm quang liên tục lóe lên, mỗi người đều phải đối mặt với một kiếm thế khó tưởng tượng nổi. Tựa như có một vị tiên nhân thiên ngoại cầm kiếm dẫm lên trăng bay đến trước mặt họ. Những tiên nhân kia vừa thổi sáo vừa múa may kiếm pháp tỉnh xảo vô song.
ý cảnh trong đó hào hùng rộng lớn và vô biên. Hơn nữa mỗi người trong số họ đều nắm vững kiếm ý thông thiên đại viên mãn đỉnh phong. Trong thoáng chốc, rất nhiều cao thủ cảnh giới tỉnh tượng đến từ thiên tinh các, không ai ngoại lệ, tất cả đều bị trấn áp. Họ bị một khúc sáo của Lâm Nhất trấn áp đến mức không thể tiến hay lùi. Sắc mặt họ tái nhợt và vô cùng khó coi. Người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây ngốc, kinh ngạc đến độ há to không khép nổi miệng. Sao có thể, giọng nói như chuông bạc, một thân y phục màu bạc được bao phủ dưới ánh sáng của vầng trăng to tròn vành vạch. Hắn đứng ở rìa mái hiên, chỉ thổi một cây sáo trong tay mà đã trấn áp được hơn chục cao thủ cảnh giới tinh tượng. Ngay cả tôn giả cảnh giới thần đan, cho dù có một chọi một có ưu thế cực kỳ lớn, nhưng muốn áp chế nhiều người như vậy cùng một lúc. Gần như là điều không thể, trừ khi là cao thủ cảnh giới thần đan đỉnh phong thì mới có cơ hội như vậy. Nhưng cảnh tượng hiện tại thật sự đang xuất hiện trước mặt mọi người, khiến người ta khó tin và không thể tưởng tượng nổi. Đây, Diệp Tử Lăng từ xa đi đến. Trước giờ nàng ta luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng trên gương mặt lạnh lùng như băng xương cũng lộ rõ cảm xúc. Tiếng sáo phiêu bồng, kiếm ý như tiên. Hắn mặc bộ trang phục màu bạc, khoác áo choàng dài đứng dưới trăng tròn. Các thiên tài của Thương Huyền Phủ đều phải cảm thán về phong thái của công tử Táng Hoa. Thậm chí những thiên tài của các thế lực ma đạo trong ma vực Thương Huyền cũng vô cùng sốc và khó tưởng tượng nổi. Trên đời thực sự có yêu nghiệt phong thái tài hoa như vậy sao? Trong mắt Diệp Tử Lăng thoáng hiện vẻ khác thường, thoáng chốc trở nên cực kỳ tò mò. Rốt cuộc dưới chiếc mặt nạ bạc kia đang che giấu một khuôn mặt như nào? Hết thảy nói thì rất dài, nhưng thực chất chỉ là một tia chớp lóe lên. Lâm Nhất vừa mới nhắm mắt lại, tiếng sáo của hắn vừa mới cất lên, ta hỏi hoa đến từ đâu? Trái lại hắn hơi mong chờ có ai đó có thể trả lời và đoán được suy nghĩ trong lòng mình như lạc hoa. Dù sao trên đời này quá ít chi kỷ. Đáng tiếc từ đầu tới cuối không ai dám trả lời, cũng không có người nào có thể đáp lại. Trong thoáng chốc, tiếng sáo của Lâm Nhất trở nên hơi cô đơn. Rõ ràng hắn đang đứng trên mái hiên, nhưng tiếng sáo phiêu bồng càng cất càng cao, gây ra một loại ảo giác mông lung mờ mịt cho người ta. Hắn chỉ đứng cách đó một quãng ngắn nhưng dường như muốn bay lên trời, bay lên mặt trăng kia theo tiếng sáo. Mây bay vốn không phải ý ta, vạn năm cũng chỉ tựa một cái búng tay. Hoa nở tự khi nào, còn ta đến từ đâu? Núi vắng, nước chảy lững lờ, lá cây vi vu trong gió. Cánh hoa phiêu bồng tựa giấc mộng, mưa phùn mang nỗi buồn thương. Tiếng sáo của Lâm Nhất đang thay đổi, ý cảnh của Trần Quang kiếm pháp cũng trở nên hùng vĩ, mênh mông dưới tiết tấu của tiếng sáo. Lúc thì mênh mông như dòng sông bao quanh ngọn núi văng tựa chú rồng khổng lồ. Lát lại như lá rụng rơi trên đỉnh núi trống theo cuồng phong hiu quạnh. Cánh hoa nhẹ như một giấc mộng đẹp, màn mưa phùn mỏng tựa nỗi sầu thiên thu. Lúc trước Trần Quang kiếm pháp được thi triển bằng kiếm, tuy hoành tráng nhưng lại thiếu một chút tinh tế. Nhưng dưới tiết tấu của khúc sáo, nó đã đạt đến sự tinh tế chưa từng có, mỗi âm tiết đều tràn ngập nỗi buồn. Các cao thủ cảnh giới tinh tượng bị bao phủ bởi tiếng sáo, chẳng mấy chốc đã bị kiếm quang đâm cho đầm đìa máu tươi. Kiếm quang, huyết khí và những cánh hoa, mọi thứ đều trông vô cùng tráng lệ dưới ánh trăng chiếu rọi. Chỉ là những tiếng hét thảm thiết đó lại khiến người ta cảm thấy hơi ớn lạnh. Trước khi họ kịp phản ứng lại, tiếng sáo của Lâm Nhất lại thay đổi, trở nên kiêu ngạo và cuồng nhiệt, âm thanh vang vọng trời xanh. Không ai dám trả lời. Vậy cây sáo trong tay và kiếm trong tim ta sẽ nói cho tất cả người đời biết hoa đến từ đâu và ta tới từ nơi nào. Ta từ trên trời giáng xuống. Hoa bắt đầu nở từ lòng bàn tay. Trên đời này ta chẳng có gì nên tặng người móng ngựa. Phụt, trong chốc lát, mỗi tiếng sáo nở rộ là có mấy thân ảnh bị hất văng. Máu bay, khắp nơi, vô số cao thủ cảnh giới tinh tượng bị đánh thảm không nỡ nhìn. Ai nấy đều liều mình chống cự nhưng đều không còn sức phản kháng. Quá đáng sợ. Sau khi giai điệu thay đổi, tiếng sáo giống như một con rồng khổng lồ trên bầu trời, và mỗi tiếng sáo tựa như một cái đuôi rồng hùng vĩ quét từ trên trời xuống. Bịch, 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 những thân ảnh bị va đụng thành máu thịt bầy nhầy, bị ném ra ngoài như rác rưởi. Sắc mặt gã trung niên mập mạp của thiên tinh các đã đen kịt, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, vội lớn tiếng hét lên, cùng nhau ra tay, bắt lấy hắn. Ông ta muốn các cao thủ cảnh giới thần đan đang đe dọa các thế lực khác đe ra tay cùng lúc. Ỷ người đông thế mạnh phá vỡ ảo diệu, trực tiếp trấn áp và bắt giữ Lâm Nhất. Nhưng đã quá muộn, tiếng sáo như lớp sóng này dâng cao hơn sóng trước, trong phút chốc đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Lâm Nhất chợt mở mắt ra, ánh sáng vô tận nở rộ trên người hắn, bắn ra những chùm ánh sáng màu bạc.
mái tóc màu bạc buông lơi trên vai xõa ra như thác nước. Chỉ một suy nghĩ, bụi trần và ánh sáng đều tan biến, chiếu sáng non sông vạn dặm. Vô số hoa băng tỏa ra ánh bạc bắn ra từ trên người Lâm Nhất giống như hoa tiên nở rộ, tỏa ra ánh sáng chói mắt khó tin dưới ánh trăng tròn. Rắc, cao thủ cảnh giới tinh tượng rơi xuống theo tiếng sáo, ngay lập tức những bông hoa băng cắt mở tinh nguyên hộ thể như những tia chớp. Xác thịt như thể trục tranh bị chém thành vô số mảnh vụn. Tay chân đứt gấy, thi thể bị chém thành trăm mảnh, máu bản tung tóe và mọi thứ đều bị xóa sổ. Bịch, dù chưa tới gần nhưng đám cao thủ cảnh giới thần đan bay tới đã biến sắc trước sức mạnh cuồn cuộn, hùng vĩ này. Ai nấy trong số họ đều tung ra một trường trong không trung, gây ra tiếng nổ lớn vô tận, sóng xung kích rung chuyển cả bầu trời. Mỗi một cao thủ cảnh giới thần đan cuồn cuộn huyết khí, bị đánh văng ra ngoài. Khi tiếng sáo dần tan đi, kiếm quang cũng biến mất. Trên mái hiên cao chót vót, công tử Tàng Hoa đặt cây sáo ngọc xuống, từng đóa hoa băng tỏa sáng rực rỡ, chói mắt. Dưới ánh sáng này, vầng trăng vành vạch to lớn trên đầu hắn, nhìn từ xa như thể giơ tay là chạm tới được. Cảnh tượng lúc này như thể bị dừng hình, những tôn giả cảnh giới thần đan bị chấn văng vẫn đang từ từ rơi xuống không trung, khiến Lâm Nhất trông càng đứng sừng sững cô đơn. Hắn giống như một vị tiên đáp xuống từ cung trăng, hễ mở miệng là cất giọng của vương hầu, không cho phép phàm phu tục tử đến gần mình. Các chủ, đã hai khúc rồi, một khúc sáo một đầu người, thêm khúc này, người hời rồi đó. Lâm Nhất nhếch miệng mỉm cười nhìn gã trung niên mập mạp. Trong lòng thầm tính thời gian, có lẽ tiểu băng phượng đã bố trí trận pháp gần xong rồi. Gã trung niên mập mạp sững sờ giây lát, hoàn toàn choáng váng, thậm chí ông ta còn không kịp phản ứng với những gì Lâm Nhất nói. Đâu chỉ có mình ông ta, mọi người ở ma vực Thương Huyền chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng sóng gió cuộn trào. Từng ánh mắt đổ đồn về phía Lâm Nhất, ai nấy đều há hốc miệng cảm thấy khó tin. Ngay cả đám cao thủ cảnh giới thần đan cũng đều bị đánh lùi. Rốt cuộc, công tử Táng Hoa này là yêu nghiệt chui ra từ đâu thế? Đến khi tỉnh táo lại, gã trung niên mập mạp hoàn toàn mất đi lý trí, gào thét giận dữ, liên tục rít gào. Thánh khí màu bạc trong tay ông ta tỏa sáng rực rỡ, tiếp theo đó từng đạo thánh văn được kích hoạt. Dị tượng đáng sợ nở rộ sau lưng ông ta, trong thoáng chốc, thánh uy kinh người đã chấn văng rất nhiều người ở xung quanh tên này. Khi thánh quang của ông ta đã đạt đến đỉnh điểm, người nọ vẫy tay và ném cây thương bạc thẳng về phía Lâm Nhất. Rắc, thương bạc mang theo sức mạnh của trăm đạo thánh văn lập tức xé rách hư không, như thể tầng tầng lớp lớp các thế giới đều bị xuyên thủng. Đi tới đâu xô đổ tới đó. Nhìn thấy cảnh này, lòng mọi người đều trầm xuống. Các chủ này thật sự điên rồi, thậm chí hy sinh luôn cả thánh binh cũng hy sinh. Nhớ một đi không trở lại, chả phải tặng không thánh binh cho đối phương à. Nhưng uy lực của thánh binh này thực sự đáng sợ, khiến người ta dù ở rất xa cũng cực kỳ dè chừng. Rất nhiều người xung quanh gã trung niên mập mạp không kịp trở tay, bị chấn đến mức hộc máu và hất văng ra ngoài. Thật khó tưởng tượng được sao Lâm Nhất có thể đỡ được một đòn này. Cho dù đỡ được đòn này, hắn may mắn sống sót nhưng vẫn sẽ bị thương nặng. Không, sắc mặt Diệp Tử Lăng hơi thay đổi, nàng ta suýt nữa không nhịn được thốt lên. Không biết tại sao tim nàng ta chợt đau nhói. Nàng ta không muốn công tử Táng Hoa hứng chịu đòn này. Đột nhiên, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chiếc mặt nạ trên mặt Lâm Nhất hiện lên những họa tiết cổ xưa, một vầng trăng từ từ nhô lên. Vầng trăng này thoáng chốc đã chồng lên trăng tròn trên trời. Mờ u ánh sáng như thủy ngân tỏa ra, vầng trăng bạc xuất hiện trên bầu trời, phạm vi ngàn dặm bị ánh trăng bao phủ trong nháy mắt. Mặt đất phủ đầy sương bạc, ánh trăng như mặt hồ lan rộng từ dưới chân Lâm Nhất tạo thành một vòng tròn khó tin. Đó là mặt nạ trăng bạc, dị tượng bùng bổ trong đêm trăng tròn, trăng bạc xuất hiện trên bầu trời. Xì xì, thánh binh lao vào khu vực này, ngay lập tức như bị chìm vào trong một hồ thủy ngân trở nên cực kỳ chậm chạp. Mọi áp lực không ngừng suy yếu dưới sự gột rửa của ánh trăng. Đến khi nó tới chỗ Lâm Nhất, ánh sáng sắc bén đều đã tiêu tan. Hắn đưa tay ra nắm lấy thánh binh trong lòng bàn tay, chơi đùa một lúc rồi nhếch môi mỉm cười, cất nó vào túi trữ vật. Nhìn từ xa trông giống như gã trung niên mập mạp đang tự tay tặng thánh binh qua đó. Miệng gã mập đã há to thành hình chữ O, có thể dễ dàng nhét cả quả trứng vào, xốc đến độ gần như sắp rớt quai hàm. Chuyện này, sao có thể chứ? Gã trung niên mập mạp run rẩy, lúc này ông ta không hề tức giận hay sát ý, mà chỉ có nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng. Tên này có phải là ma quỷ đúng không? Lâm Nhất thu lại thánh binh, cười lớn dưới ánh trăng, các chủ vạch diệu kế để bình ổn thiên hạ. Một khúc sáo có thể đổi lấy thánh binh. Thiên tinh các không hổ danh là nơi buôn bán, núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi, sau này.
Chúng ta còn gặp lại, ha ha ha. Lâm Nhất quay người và nhảy lên trời trong tiếng cười phóng khoáng. Hắn giang hai tay ra, lao vào vầng trăng bạc. Những người chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc khi thấy bóng dáng hắn cứ thế chui vào trong trăng và biến mất. Chỉ có tiếng cười vang vọng khắp trời đất, mặt đất phủ đầy sương bạc, ánh trăng tựa mặt hồ. Sau khi Lâm Nhất bay vào trong trăng, mọi người vô cùng kinh ngạc phát hiện giãm lên sương bạc dưới chân sẽ tạo ra từng gợn sóng như mặt hồ. Trông như một hồ nước được tạo bằng thủy ngân, mặt nước gợn sóng toát ra vô số ánh sáng kim loại. Chuyện gì thế này, tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt à? Cái quái gì đây? Công tử Táng Hoa đâu rồi, hắn chạy đâu mất rồi? Không phải hắn đã tiến vào mặt trăng thật đấy chứ? Mọi người đều hơi hoảng sợ, vẻ mặt không ngừng thay đổi, mặt hồ thủy ngân dưới chân giường trông thì mềm mại. Nhưng dù họ bỏ sức thế nào cũng chỉ tạo ra được mấy gợn sóng nhỏ. Nơi này giống như một kết giới. Nói cách khác, đó là một khu vực còn đáng sợ hơn cả kết giới, nhốt tất cả mọi người trong phạm vi ngàn dặm. Ôi trời ơi, sau khi phát hiện dù làm thế nào họ cũng không thể thoát khỏi không gian này, vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người đã không thể diễn tả bằng lời. Thánh khiết hai chữ này hiện lên trong đầu mọi người. Rất nhiều người đoán rằng cây sáo ngọc trong tay Lâm Nhất rất có thể là một thánh khí. Nếu không, tiếng sáo của công tử Táng Hoa sẽ không bao giờ đáng sợ đến thế. Một khúc sáo có thể chặn lại nhiều cao thủ cảnh giới tinh tượng như vậy. Đây là chuyện mà ai cũng có thể nghĩ tới, chưa biết chừng cây sáo ngọc còn có lai lịch không nhỏ, dù sao cũng không phải bí mật gì. Nhưng chẳng ai ngờ tới Lâm Nhất lại có thánh khí. Điều này hơi đáng sợ, thử nghĩ mà xem cây thánh thương của Sở Thiên Hạo đã gây ra bao sóng gió cho ma vực Thương Huyền rồi. Một người lại có đến hai món thánh khí cùng lúc, chuyện này đúng là khó tin. Yêu nghiệt này từ đâu chui ra thế? Mọi người đều bị lừa. Thương Huyền Phủ không chỉ là vùng đất biên giới của Đông Hoang. Một yêu nghiệt như vậy nên xuất hiện ở Hoang Cổ Vực mới đúng. Đó là trung tâm của Đông Hoang, nơi đóng đầu của tất cả các giáo phái lớn, có đủ các loại nhân tài yêu nghiệt. Với phong thái của hắn, cho dù ở Hoang Cổ Vực cũng chưa chắc có thể trấn áp hoàn toàn những yêu nghiệt siêu phàm đó. Sau cơn sốc, mọi người bắt đầu suy đoán về lai lịch của công tử Táng Hoa, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Người này xuất hiện rất đáng nghi. Hắn bất ngờ xuất hiện và nổi danh chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Từ nay về sau, trong Thương Huyền Phủ chẳng ai không biết đến hắn. Trước đây có người suy đoán rằng có lẽ hắn là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, nhưng bây giờ không ai tin điều đó. Sợ là Phù Vân Kiếm Tông không bồi dưỡng ra được một yêu nghiệt như vậy. Sau khi hết sốc, những người khác vẫn rảnh rỗi đoán Lâm Nhất là ai, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Mọi người trong Thiên Tinh Các đều ngây ngốc, sững sờ toàn tập. Nhất là gã trung niên mập mạp, đến bây giờ ông ta vẫn không thể tin được thánh binh thực sự bị mất tích. Lòng bàn tay ông ta vẫn còn ấm áp đấy, thậm chí trên lòng bàn tay vẫn còn sót lại hơi ấm của thánh binh, như thể nó vẫn còn trong tay ông ta. Chuồn rồi à, mẹ kiếp, hắn cứ thế chuồn mất hả? Gã trung niên mập mạp tức muốn khóc, khuôn mặt béo tròn tràn ngập ấm ức, tức đến mức sắp khóc. Giết người xong rồi bỏ chạy, chạy mãi còn chê chưa đã ghiền nên thổi một khúc sáo cho họ. Chưa nói đến thổi một khúc, còn tiện thể lấy thánh binh của ông ta đi. Bôn Lôi Ma Kiếm đã chết, nhưng không bắt được hung thủ, còn tặng luôn cả thánh binh cho người ta. Chuyện quái gì thế này? Chẳng ai bắt nạt người như thế cả. Thiên Tinh Các chưa bao giờ vô dụng như vậy, gã trung niên béo càng nghĩ càng ấm ức. Quan trọng là tên xúc sinh đó còn 5 lần 7 lượt chế nhạo ông A. Trước khi rời đi, hắn còn không quên nói rằng Thiên Tinh Các là nơi buôn bán. Nào có kiểu buôn bán như thế này? Một khúc sáo đổi một đầu người, làm Thiên Tinh Các mất sạch mặt mũi. Một khúc sáo đổi lấy thánh binh, đào mất bảo bối trong tim gã trung niên mập mạp. Càng nghĩ, ông ta càng tức, nước mắt bỗng tuôn rơi tí tách. Thằng xúc sinh, gã mập gào lên xé ruột xé gan, xui lơ trên đất và đấm thùm thụp lên đó. Bùm, băng xương giống như thủy ngân giấy lên từng gợn sóng, ngay sau đó đóng lại rồi mở ra. Từ đầu tới cuối, khu vực này vẫn không bị phá vỡ. Người bên cạnh nghe thấy tiếng hét thê lương của gã mập đều thấy hơi thương hại. Đêm nay, Thiên Tỉnh Các chắc chắn đã chịu đả kích rất lớn. E rằng danh tiếng của Thiên Tỉnh Các ở ma vực Thương Huyền này không thể khôi phục lại trong một thời gian dài. Nhưng khi nghĩ đến cách cư xử thường ngày của gã mập này, mọi sự thương hại trong lòng lập tức bay biến, đáng đời. Nhẽ ra Thiên Tỉnh Các phải được dạy dỗ từ lâu, nhất là tên mập mạp này, bình thường không chịu lỗ, muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tuy nhiên, không ai dám chọc, bán đấu giá thánh khí của Sở Thiên Hạo. Trước công chúng, ngay cả Huyền Vương Điện cũng phải bịt mũi nuốt cục tức này.
đây là chuồn rồi hả? Đầu tiên Diệp Tử Lăng sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên, công tử táng hoa này đúng là người kỳ lạ. Một khúc đoạn trường, tìm đâu chi âm nơi chân trời. Một khúc làm loạn giang sơn, ta nào phải vật trong ao. Kiếm này sinh ra đã phi phàm. Diệp Tử Lăng khế lẩm bẩm, nghĩ đến những lời công tử táng hoa đã nói trước kia, một khúc mua nụ cười hồng nhan, đâu cần nhớ lại chuyện này. Trong tiếng sáo của hắn mang một nỗi cô đơn mà người khác không thể cảm nhận được, đồng thời cũng có sự lạnh lùng và kiêu ngạo mà người thường không với tới. Rốt cuộc hắn là người như thế nào nhỉ? Diệp Tử Lăng không khỏi thấy tò mò, nàng ta nghĩ đi nghĩ lại rồi chợt nhận ra hình như mình đã quên đi cái chết của Bôn Lôi Ma Kiếm. Vô hình chung, khúc mắt trong lòng nàng ta đã được gỡ, nàng ta lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt, vầng trán lạnh lùng kiêu ngạo giờ có thêm chút vẻ nhu hòa. Rõ ràng Bôn Lôi Ma Kiếm không chết trên tay mình, nhưng nút thắt trong lòng đã được phá gỡ. Công tử táng hoa, là vì hắn sao? Tiếc là người này đạp trăng mà đến, rồi lại đạp trăng mà đi, e là nàng ta không thể đích thân nói lời cảm ơn với hắn nữa rồi. Sư tỷ, bây giờ phải làm sao đây? Đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông đứng bên cạnh nhìn gợn sóng trước mặt, mày nhíu lại. Khu vực này được tạo nên bởi thánh khí, nó sẽ không tồn tại được lâu nữa, cùng lắm. Sẽ tiêu tan trước bình minh. Diệp Tử Lăng bình tĩnh đáp, có khi còn không tồn tại được đến lúc bình minh, vì dù gì chủ nhân cũng đã mất rồi. Vèo, 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 đang nói chuyện, đằng xa có ba bóng dáng bay về phía Diệp Tử Lăng. Đằng sau mỗi thân ảnh đều có mấy vị lão giả đi theo, người đi đầu chính là Sở Thiên Hạo của Huyền Vương Điện. Sở Thiên Hạo là chủ nhân chính thức của Thánh Binh, nhưng trong trận này, hắn ta lại im lặng đến tận bây giờ. Dù lúc này Thánh Binh đã bị người ta đoạt mất, hắn ta vẫn tỉnh rụi, không để lộ ra một tí cảm xúc nào. Không thể không nói, thân là yêu nghiệt mạnh nhất lớp thanh niên ở Thương Huyền Phủ, lòng dạ hắn ta sâu thật. Hai người đi cạnh hắn ta là Huyền Phong và Thẩm Đông Lưu, đệ tử chân truyền cấp cao nhất của Thanh Lôi Tự và Thiên Hạo Lâu. Bình thường, bất kể ba người này xuất hiện ở bất kỳ đâu trong Thương Huyền Phủ thì cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Nhưng hôm nay họ có vẻ nhạt nhòa, cuộc chơi lớn thế này mà không nhúng tay vào được, và cũng không có cơ hội nhúng tay. Diệp Tử Lăng, chúc mừng nhé, Phù Vân Kiếm Tông cô đã xuất hiện một người tài ba. Thẩm Đông Lưu của Thiên Hạc Lâu tỏ vẻ tươi cười, lời nói lại có ngụ ý sắc bén. Sở Thiên Hạo và Huyền Phong cũng nhìn sang, bọn họ khá tò mò về thân phận của công tử táng hoa. Bọn họ muốn nhìn ra chút manh mối từ nét mặt của Diệp Tử Lăng. Tiếc là họ phải thất vọng rồi. Diệp Tử Lăng thong dong nói, người này không phải đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông ta, Phù Vân Kiếm Tông không thể tự nhiên lòi ra một yêu nghiệt được, bằng không đã không để cho ba nhà các ngươi kiêu căng như thế. Nét mặt Sở Thiên Hạo tỏa ra ý cười, nghe nói không lâu trước, Phù Vân Kiếm Tông xuất hiện một kỳ tài, thành công leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm, người này mới ở cảnh giới Thiên Phách, hình như tên là Lâm Nhất gì gì đó. Diệp Tử Lăng nhíu mày, lạnh giọng nói, kỳ tài của Phù Vân Kiếm Tông ta, người nghe ngóng tường tận như thế làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà làm càn, nếu không không thoát được đâu. Đối phương đã nghe ngóng rõ thông tin của Lâm Nhất, thoáng có ý uy hiếp. Diệp Tử Lăng nghe mà khó chịu, tuy nàng ta không vừa mắt tên đó cho lắm, thậm chí còn hơi khó chịu với tên đó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tên đó cũng là đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, tương lai tiềm lực không thể đoán được. Nếu đối phương muốn bóp chết mầm non của họ, thì Phù Vân Kiếm Tông cũng không ngại cá chết lưới rách với đối phương. Đừng kích động, Sở Thiên Hạo cười tủm tỉm nói, nửa năm nữa mới đến thời gian chiến đấu xếp hạng ở Thương Huyền Phủ, đến lúc đó Phù Vân Kiếm Tông có còn được bảo vệ núi Thánh Kiếm nữa hay không cũng khó nói. Cả tông môn còn chưa chắc đã trụ vững được, ta cần gì phải hao tâm đối phó với một tiểu bối ở cảnh giới Thiên Phách cơ chứ? Thế cứ chờ xem. Diệp Tử Lăng trừng mắt nhìn đối phương, nàng ta lạnh lùng nói, thực không dám giấu, lần này ta đã thăng lên vị trí 12.000 trên quân bảng ở Thương Huyền Phủ. Thương Huyền Phủ không còn chỉ có một mình ngươi lọt vào top 2 vạn đâu. Những lời nàng ta nói khiến cho những người khác sửng sốt, nhất là Huyền Phong và Thẩm Đông Lưu, ánh mắt hai người họ đều xoẹt qua vẻ lạnh lẽo. Nữ nhân này thật sự có chút đáng sợ, ngày thường sát phạt quả quyết thì cũng thôi đi, thiên phú kiếm đạo còn mạnh kinh người, vừa mới vào tỉnh quân đã nắm chắc kiếm ý thông thiên. Nghe đồn, kiếm ý thông thiên của nàng ta đã lên tới đại thành rồi. Đúng lúc này, khu vực bao phủ ánh trăng bạc này xuất hiện rất nhiều vết nứt. Có người thử mấy lần, đã dễ dàng phá được kết giới màu bạc, có lẽ công tử táng hao đã đi xa rồi. Diệp Tử Lăng mặc kệ đám Sở Thiên Hạo, nàng ta dẫn theo các đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, nhanh chóng rời khỏi đây. Ta thấy lần này nàng ta có vẻ đã dự tính trước được mọi không lo à.
Huyền Phong liếc mắt nhìn Sở Thiên Hạo, khế nói. Sở huynh Sở Thiên Hạo thản nhiên nói, chẳng qua ta bế quan nên không muốn đi đấu ở quân bảng thôi. Nói xong, mặt hắn ta chẳng biểu cảm gì, hắn ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Cái thằng cha này, mất thánh binh rồi mà cứ như không vậy, chẳng lẽ tin đồn là thật? Nét mặt Huyền Phong trở nên ngưng trọng, hắn ta trầm giọng nói. Có tin đồn, hắn ta đang đánh vào cảnh giới cao nhất của Huyền Vương Quyết, một khi tu luyện thành công, hắn ta sẽ vô địch ở cảnh giới tinh quân, cực kỳ đáng sợ. Khi mọi người lần lượt phá vỡ kết giới, Lâm Nhất đã đi đến chỗ rất xa rồi. Không bao lâu sau, hắn đã tụ hội với Tiểu Băng Phượng, đến được nơi giao hẹn. Linh trận của ngươi bố trí ổn rồi chứ? Lúc này, Lâm Nhất vẫn chưa thả lỏng tỉnh thần được mấy, thậm chí còn căng thẳng hơn, và cảnh giác hơn bao giờ hết. Hắn muốn ngăn cản truy sát liên tục của Thiên Tỉnh Các, thì phải dựa vào Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu, Kiếm Ý Thông Thiên và Âm Vương Hầu, ba cái không được thiếu cái nào. Tất nhiên, còn có mặt nạ ngân nguyệt khi trăng tròn, nên vừa nãy mới tạo ra được dị tượng. Dù vậy, hắn cũng chỉ miễn cưỡng đánh bay tôn giả ở cảnh giới thần đan, lúc khí thế đạt đến đỉnh phong. Lâm Nhất vẫn nhận thức được thực lực của mình, hiện giờ tinh khí thần đã tiêu hao đến cực hạn. Có thật sự ra khỏi ma vực Thương Huyền được hay không, vẫn phải dựa vào linh trận của Tiểu Băng Phượng, chung quy Thiên Tỉnh Các không hề đơn giản. Tiểu Băng Phượng mỉm cười nói, linh trận do chính tay bổn đế bày, đương nhiên sẽ không có sai sót, người có thể sống sót gặp bổn đế. Trừ phi có cường giả cảnh giới long mạch ra tay, nếu không không ai có thể động vào ngươi. Lâm Nhất cười, chẳng ừ hử gì. Trong một số thời điểm, vẫn có thể dựa tạm vào đại đế, ví dụ hiện giờ có linh trận của nàng ta cản lại người đuổi theo đằng sau. Cho dù Thiên Tỉnh Các có cả tôn giả ở cảnh giới thần đan, thì ít nhiều gì hắn cũng không cần hoảng. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, một cỗ khí thức không thể tưởng tượng nổi phóng lên trời từ hướng của Thiên Tinh Các. Tiếp đó, người nọ liền đứng giữa không trung, tùy ý liếc mắt vài vòng, sau đó khóa chặt vào hướng của Lâm Nhất, sát khí ùn ùn kéo đến. Cảnh giới long mạch, dưới lớp mặt nạ, mặt Lâm Nhất biến sắc, hắn khổ tâm nói, người đấy, miệng quả. Không nghĩ nhiều được nữa, Lâm Nhất bế Tiểu Băng Phượng lên, chạy như điên. Cảnh giới long mạch, thần long cửu mạch, người người như long. Võ giả đạt tới cảnh giới long mạch, phóng mắt nhìn khắp Côn Luân, chắc chắn có một chỗ đứng cho họ. Võ giả ở giới Côn Luân, từ lúc sinh ra đã có tu vi cảnh giới tiên thiên, ai mà có thiên chất một tí thì 15 tuổi là có thể đạt đến cảnh giới thiên phách. Lên đến cảnh giới tinh quân mới gặp phải chướng ngại thật sự, sau đó 90% võ giả đều mắc kẹt ở cảnh giới này. Còn 10% số võ giả còn lại, dựa vào số vốn liếng tích lũy qua từng ngày, cuối cùng sẽ có một ngày đạt được tu vi của tôn giả cảnh giới thần đan. Nhưng cuối cùng, phần lớn sẽ bị kẹt ở cảnh giới long mạch, muốn nhảy một phát thành long khó ngang lên trời. Không phải cứ dựa vào việc chịu khổ qua năm tháng là có thể thành công, còn phải gặp được kỳ ngộ, phải có truyền thừa, phải có may mắn. Ở trong Thương Huyền Phủ, cường giả cảnh giới long mạch chắc chắn là người mạnh nhất, họ có thực lực khủng bố mà tôn giả cảnh giới thần đan không thể địch nổi. Số lượng người đạt đến cảnh giới long mạch nhiều hay ít, thực lực mạnh hay yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm cấp thực lực của một phương. Đây chính là căn cơ của tông môn. Không gì phải nghi ngờ, Thiên Tỉnh Các có cường giả cảnh giới thần long trấn thủ là cái chắc, nhưng không ai ngờ được rằng, ông ta sẽ hiện thân vì sự xuất hiện của công tử Táng Hoa. Vì thế, khi bóng dáng màu đen kia bay ra từ Thiên Tinh Các rồi đứng trên không trung, mọi người đều hoảng sợ. Uy áp khủng bố không thể tưởng tượng nổi tỏa ra từ trên bầu trời, tựa như một con rồng bay ngang trời. Dưới bóng đêm mênh mông, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực kỳ đáng sợ, máu trong người tựa như ngừng chảy xuôi. Cảnh giới long mạch, trái tim Diệp Tử Lăng đập bùm bùm không ngừng, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù công tử Táng Hoa kia có giỏi cỡ nào, thì cũng chỉ là đánh nhau giữa các hậu bối, để cường giả cảnh giới long mạch ra tay thế này thì thật khó tả. Chính có chính đạo, mà có ma đạo hành sự trông thì liều lĩnh hống hách, tàn nhãn đẫm máu, nhưng trên thực tế bất kể là chính hay ma cũng đều có quy tắc. Khi đạo thân ảnh màu đen kia đứng lặng giữa hư không, trong ma vực Thương Huyền lập tức có mấy cỗ khí tức đáng sợ tràn ra từ các nơi khác nhau. Bọn họ đều tự tỏa ra uy áp tự thân, thể hiện sự tồn tại của mình, đây là một kiểu đe dọa. Dưới tình huống không rõ tại sao cường giả ở cảnh giới long mạch lại hiện thân, chúng thể hiện ra sự tồn tại của mình, canh giữ thế lực ở khu vực của mình. Trong lúc nhất thời, rồng ngâm nổi lên bốn phía, toàn bộ ma vực Thương Huyền bị chấn động. Ma quang bắt đầu khởi động, quần long loạn vũ. Nét mặt của tên mập trung niên ở Thiên Tỉnh Các rất xấu,
hộ pháp cảnh giới long mạch không phải người mà ông ta có thể điều khiển. Đối phương phá vỡ quy định để ra tay, chắc chắc sẽ thể hiện ra rằng ông ta vô năng, đây là điều mà ông ta không muốn thấy nhất. Bóng đen đứng lặng phía trên thiên tinh các, ông ta không tỏa ra khí tức cảnh giới long mạch nữa, mà quét mắt nhìn về phía Lâm Nhất đang ở. Một cỗ sát ý lập tức tuôn ra, thân là tà tu ma đạo, ông ta có thể tu luyện đến cảnh giới hiện giờ, đương nhiên không phải hạng người thiếu quyết đoán. Ngay khi phát hiện ra đối phương, ông ta bay vụt đi luôn, một tia chớp màu đen xoẹt ngang hư không. Đợi đến khi mọi người nhìn lên lần nữa, bóng đen kia đã như tia chớp xuất hiện cách đó mấy trăm dặm, tốc độ nhanh đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiêu rồi, công tử Táng Hoa sắp tiêu đời rồi. Dù hắn có bản lĩnh cỡ nào, dù hắn có được mấy kiện thánh khí, nếu cảnh giới long mạch đã ra tay, thì người đó chắc chắn phải chết. Xôn xao nhưng không ai ngờ được rằng, nơi mà bóng đen đó hạ xuống, đột nhiên nổi lên hàng hà linh văn. Hàng loạt cỗ hàn ý xông thẳng lên trời, tiếp đó là vô số cột băng thô chắc như đỉnh núi đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trong nháy mắt, nơi cuối tầm nhìn của mọi người đã dựng thành một nhà giam băng tinh trong suốt óng ánh. Sau khi nhà giam thành hình, có thánh quang rực rỡ ngưng kết thành một ấn ký cổ xưa, khắc trên đầu nhà giam băng tinh. Nhìn vào lờ mờ thấy ấn ký sáng rực đó giống hình một con phượng băng thượng cổ. Ấn ký phượng băng nhìn thì chỉ to bằng nắm tay, nhưng lại có mấy trăm đạo thánh văn được ngưng tụ ra. Cường giả áo đen cảnh giới long mạch kia ra tay hai lần liên tiếp, nhà giam vẫn chưa vỡ. Mọi người cực kỳ kinh hãi, đây là linh trận gì mà ngay cả cường giả cảnh giới long mạch cũng không phá được trong một chiêu. Dầm, khi mọi người đang sửng sốt, người áo đen kia đã tức giận thật, ma quang trên người tỏa ra khí tức đáng sợ, sau đó ông ta tung ra một quyền đấm vỡ nhà giam. Răng rắc, người áo đen bay lên trong làn băng vỡ vụn, sau đó ông ta quét mắt lần nữa, ông ta đã tìm thấy hướng mà Lâm Nhất đang đi. Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, sát ý kinh thiên tỏa ra, nhoáng cái lại vụt đi. Nhưng khi ông ta vừa tiếp đất, trong không trung lại có linh văn nở rộ, một nhà giam được tạo thành từ bộ xương thương long lại giam cầm ông ta thêm lần nữa. Bộ xương khô ngọ nguậy như thể còn sống vậy, nó không ngừng thu nhỏ lại, bộ xương tỏa ra tia sáng như kim loại, cho người cảm giác kiên cố không gì phá nổi. Ầm, trong khi người áo đen phá nhà giam phát ra tiếng kim loại nặng. Nê! Như tiếng sấm vang vọng tám phương, ông ta đã tốn rất nhiều công sức, vừa mới phá xong, đợi đến khi quét mắt tìm lần nữa, Lâm Nhất lại trốn về phía xa rồi. Hình ảnh như vậy, liên tục xuất hiện, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi công tử Táng Hoa đã chuẩn bị đường rút kiểu gì. Mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, công tử Táng Hoa này trông thì kiêu căng ngông cuồng, nhưng trên thực tế hắn đã chuẩn bị sẵn đường rút rồi. Cho dù có người ở thế lực khác muốn ra tay với hắn, thì chỉ cần cường giả cảnh giới long mạch không hiện thân, trên cơ bản không thể bắt được hắn. Người này thật sự quá đáng sợ. Vừa nghĩ tới đây, mọi người lạnh toát cả lưng, bọn họ không phải cường giả cảnh giới long mạch. Nếu vừa nấy mà nổi lòng tham, rồi tùy tiện đuổi theo, e là đã bị những linh trận này xử chết rồi, hoặc là đóng băng mà chết. Nhưng chung quy lại, cường giả cảnh giới long mạch đã ra tay, hiển nhiên điều này đã vượt ngoài dự liệu của công tử Táng Hoa, những biện pháp mà hắn bố trí hiện giờ. Tuy là có làm cho người áo đen kia gặp chút rắc rối, nhưng sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, suy cho cùng chênh lệch ở mặt cảnh giới vẫn là quá lớn. Tiểu Lâm Nhất, mau lên, ông già kia sắp đuổi kịp rồi. Tiểu Băng Phượng nằm trong lòng Lâm Nhất, lộ ra cái đầu nhỏ ở trên vai hắn, rồi lén quan sát. Lâm Nhất không trả lời, nét mặt căng thẳng chưa từng có, đi qua một cửa nữa thôi là ra khỏi ma vực rồi. Nhưng nếu đối phương quyết tâm muốn giết hắn, thì có ra khỏi ma vực, chưa chắc ông ta đã dừng tay. Hừ, ánh mắt Lâm Nhất lóe ra tia rét lạnh, thật là cứ đuổi mãi thôi, nếu ra khỏi ma vực mà đối phương vẫn muốn đuổi theo không bỏ. Vậy Lâm Nhất cũng chẳng thèm chạy tiếp nữa, hắn lại muốn thử xem, rốt cuộc thương khung thánh y mà Thương Long chỉ chủ để lại cho mình có uy lực cỡ nào. Đó là y trận lớn nhất của ông ta, đại biểu cho tôn nghiêm của Thương Long chi chủ. Giao thủ giữa hai người cùng lứa, ông ta sẽ chẳng quản, nếu Lâm Nhất bị người ta đánh chết cũng đáng đời, nhưng nếu lão quái không tuân thủ quy tắc. Vậy thì Thương Long chỉ chủ, sẽ cho bọn họ biết thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông. Thương khung chiến y, chuyên chém lão quái. Suýt TL2 mắt Lâm Nhất sáng lên, xung quanh đây rộng rãi trống trải, biển rộng mênh mông nhìn một cái không sót cái gì. Không còn hắc ám và sát khí bao phủ, dưới ánh trăng chiếu rọi, mặt biển hiện ra vô cùng đẹp đẽ. Tới rồi, Lâm Nhất bế Tiểu Băng Phượng rồi không có quay đầu lại, hắn áp sát người vào mặt biển như một con quạ vàng. Sau lưng nở ra một đôi cánh màu vàng, phi nhanh như chớp. Đúng như hắn dự liệu,
Sau khi phá được nhà giam do linh trận tạo thành, tên hộ pháp cảnh giới long mạch của thiên tỉnh các kia. Đằng đằng sát khí lao ra khỏi ma vực, chỉ có điều ông ta vừa đi ra khỏi ma vực, thì có một đạo kiếm quang từ trên trời bay tới. Phụt, người này lập tức hộc máu, sau đó còn chưa kịp lần theo hướng đi của Lâm Nhất đã bị đối phương đánh bay về ma vực. Rầm rầm rầm, kiếm quang lao đi với xu thế không dừng, đâm vào lồ âm ngực của ông ta rồi bay về phía thiên tinh các như một tia chớp. Khắp ma vực đều được chiếu sáng bởi vệt kiếm quang này, tia sáng sáng chói đến nỗi đến cả ánh trăng trên trời cũng phải ủ ê nhạt màu. Ban đầu các bên còn quần long loạn vũ, võ giả ở cảnh giới long mạch ma đạo ai nấy đều cạnh tranh để thắng, bây giờ toàn bộ đều thu liếm khí tức. Giống như là cảm nhận được một tồn tại cây ết ủng bố nào đấy, tất cả run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám thể hiện ra sự tồn tại của mình. Rầm, trong khi mọi người đang ngơ ngác và sửng sốt, một tiếng rầm vang lên ầm ầm. Họ trông thấy người áo đen kia bị một thanh kiếm xuyên qua ngực, rồi cắm chặt ở chỗ cao nhất thiên tinh các. Lại là ngươi, khóe miệng người áo đen có máu tươi tràn ra, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn về phía tây ma vực Thương Huyền. Phương hướng đó quá xa xôi, trừ những đại lão cảnh giới long mạch đang che giấu khí tức kia ra, thì không ai biết hướng mà ông ta đang nhìn là vị trí của Phù Vân Kiếm Tông. Tên mập trung niên ở đằng xa thấy vậy thì trợn tròn mắt, ông ta đờ người ra, hai chân mềm nhũn, không biết phải làm sao. Hộ pháp đang truy đuổi công tử Táng Hoa, nhưng vào khoảnh khắc ông ta lao ra khỏi ma vực Thương Huyền thì bị người ta cho một kiếm đưa về. Không chỉ vậy, còn đóng chặt lên bảng hiệu của thiên tinh các, bế nghệ tám phương, ngạo thế ma vực. Đây là tồn tại cây ết ủng bố cỡ nào cơ chứ? Giờ phút này, tên mập trung niên không dám tưởng tượng, ánh mắt ông ta tràn ngập tuyệt vọng. Đây là sự sỉ nhục và khinh thường cỡ nào chứ? Việc này không chỉ quét sạch thể diện của thiên tỉnh các, mà còn quét sạch thể diện của ma vực Thương Huyền. Trước đó, những tà tu cảnh giới long mạch kia còn nóng nảy, hung hăng đánh ra ma quang, bây giờ cả đám ngừng đánh hết, làm cho người ta không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Nhưng vừa nấy, ngay không lâu trước đó thôi, những người này còn rất oai phong. Ai nấy đều tỏa ra uy áp ở cảnh giới long mạch, tranh giành với nhau, tỏ rõ sự ồn tại của mình, có thể nói là cảnh tượng náo nhiệt, nở mày nở mặt. Giờ phút này, toàn bộ ma vực Thương Huyền đều im lặng, tựa như không nhìn thấy cảnh ngộ mà người áo đen gặp phải vậy. Bụp, tên mập trung niên sợ đến nỗi tê liệt ngã ngồi xuống mái hiên, khóe miệng run rẩy thì thào tự nói, con mẹ nó, rốt cuộc ta đã đắc tội phải thần tiên nào vậy? Không chỉ ông ta, những người khác còn chưa rời đi, ví dụ như đám Sở Thiên Hạo, Huyền Phong, Thẩm Đông Lưu đều đang chấn động vì một kiếm này. Việc này là người đứng sau lưng công tử Táng Hoa làm ư. Một kiếm cách xa có thể cắm người áo đen lên thiên tinh các, nếu mà muốn giết ông ta thì chắc chắn có thể dễ dàng làm được, rõ ràng nhát kiếm này. Coi như là lời cảnh cáo, dù có là thiên tinh các, thì cũng phải tuân thủ quy định. Trên biển, bên ngoài ma vực Thương Huyền, Lâm Nhất quay người nhìn. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ bất ngờ, người kia chưa đuổi tới à? Lạ thật đấy, rõ ràng sát ý và lửa giận của ông ta mãnh liệt thế cơ mà. Kỳ lại Lâm Nhất nghĩ thầm, hắn thả Tiểu Băng Phượng xuống, rồi để tay lên mi tâm. Vừa nãy có một khoảnh khắc, kiếm ý giữa mi tâm hừng hực như lửa, cực kỳ khó chịu. Mi tâm của hắn giống như là đang thai nghén một cái kén kiếm, nóng lòng muốn phá kén mà ra, nhưng hắn lại trì trệ không thể phá được bình cảnh ở kiếm ý thông thiên. Dẫn đến kén kiếm ở mi tâm vẫn không thể ra ngoài. Kiếm ý tứ phẩm, ở trên trời. Muốn lên trời vẫn là quá khó. Có gì lạ đâu, chắc chắn là tên đó đã bị linh trận của bổn tôn đánh bị thương, bản lĩnh của bổn tôn ngươi không tưởng tượng được đâu. Tiểu Băng Phượng quệt miệng, đắc ý nói. Lâm Nhất không nghĩ nữa, hắn cười nói, thế vừa nấy không biết người nào sợ rơi xuống, nên cứ ghì chặt cổ ta đỏ lên rồi này. Hừ hừ, Tiểu Băng Phượng mặt không đỏ tim không loạn. Thản nhiên nói, đấy là bổn đế cổ vũ ngươi, ngươi chưa nghe câu ra roi thúc ngựa à? Ngươi chính là ngựa của bổn đế, ghi càng chặt thì chạy càng nhanh, nếu không có bổn đế, cái mạng này của ngươi đã không còn từ lâu rồi. Bổn đến còn chưa, con nhóc này quá đáng thật. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, đột nhiên đưa tay ra, nắm gáy đối phương rồi nhấc lên. Lâm Nhất, bổn đế tức giận rồi đấy, ngươi mau thả bổn đế xuống. Đại đế đang nói khoác hăng, tự nhiên bị xách lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Giận dữ cái này không do ngươi quyết nữa. Lâm Nhất cười to, rồi vác đối phương lên vai, rời khỏi vùng đất thị phi này. Trước khi đi, hắn đưa mắt nhìn ma vực bị bao phủ trong sương dày, hắn thật sự muốn xem bên trong ma vực đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn vừa nãy đã có chuyện mà hắn không biết, nhưng cuối cùng lý trí đã thắng sự tò mò, hắn chỉ nhìn một cái rồi thôi.
ra khỏi ma vực Thương Huyền, Lâm Nhất nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày, sau đó bắt đầu trở về Phù Vân Kiếm Tông. Tiểu Băng Phượng mải chơi lắm, làm thời gian về tông lâu hơn lúc đi, giết được Bôn Lôi Ma Kiếm, tất cả cái tên trên quyển trục đã giết xong. Lâm Nhất cũng khá thảnh thơi, nên hắn liền dạo chơi Thương Huyền Phủ với nàng ta. Đợi đến khi về đến Phù Vân Kiếm Tông, đã là hơn nửa tháng sau. Về rồi, nhìn thấy cảnh trận pháp bao phủ và những đỉnh núi lơ lửng giữa tầng mây, Lâm Nhất hít sâu một hơi. Rời tông gần 2 tháng, bây giờ về đến đây, thế mà hắn lại cảm thấy thật thân thương. Hắn không thích đeo mặt nạ rồi huênh hoang, so với công tử Táng Hoa có mái tóc bạc, thì hắn thích Lâm Nhất tự do tự tại, không phải che giấu bất cứ điều gì hơn, vì như thế thoải mái an nhàn hơn. Ra ngoài 2 tháng, lấy Tiêu Ngự kiếm, e là bây giờ trong Thương Huyền Phủ không ai là không biết, không ai là không nói về tên của công tử Táng Hoa. Cái tên Lâm Nhất thì ngược lại, không có tiếng tăm gì, chẳng ai biết đến. Hiện giờ tu vi và kiếm ý đều đang nằm ở chỗ chướng ngại then chốt, một khi phá được, thì sẽ như đá phá trời. Không phá được, thì sẽ như bị bó tay bó chân, dậm chân tại chỗ. Đánh nhau với võ giả ở cảnh giới tinh quân thì sẽ chịu thiệt rất lớn, lấy Tiêu Ngự kiếm chỉ dùng khi gặp tình thế bất đắc dĩ thôi. Bỗng nhiên, Lâm Nhất nhếch môi cười, hắn nhớ ra người nào đó còn đang nợ hắn một bình vạn niên hỏa kia. Hừ hừ, cười bị ổi thế, người đang nghĩ cái gì vậy? Tiểu Băng Phượng lơ lửng giữa không trung, nhìn Lâm Nhất rồi nói, cái tên này, ngươi không được nghĩ đến nữ nhân khác đâu đấy, ta phải trông chừng ngươi cho Nguyệt Vĩ Vi. Còn nhỏ mà láu, Lâm Nhất cười cười, không tranh luận với nàng ta. Nguyệt Vĩ Vi có gì không tốt chứ, bổn đế thích cô gái như thế, dám yêu dám hận. Lại còn tặng cho ngươi Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu, cũng chỉ có đồ tồi như ngươi mới không nhận lòng tốt của người ta. Tiểu Băng Phượng vẫn rất có hảo cảm với Nguyệt Vĩ Vi, thỉnh thoảng lại khinh bỉ Lâm Nhất vì chuyện này. Việc của người lớn, trẻ con đừng táy máy linh tinh. Lâm Nhất gõ đầu nàng ta, một chữ tình này, 2-3 câu sao đủ nói rõ được. Hai người đi vào kiếm tông, trở về Đinh Phong cư nghỉ ngơi chỉnh trang lại một chút, sau đó bên tai đã nghe thấy giọng của Trương Môn Phù Vân chuyển tới. Mau tới gặp ta, ông già này vội thật đấy, Lâm Nhất nói thầm một tiếng, rồi bay lên, bay trên tầng mây đi về phía điện chính của tông môn. Lần này xuất môn nguy hiểm trùng trùng, nhất là trận cuối giết Bôn Lôi Ma Kiếm, còn chọc ra cả đại lão cảnh giới Long Mạch ra tay nữa. Suýt nữa thì bỏ mạng ở ma vực Thương Huyền, Lâm Nhất nghĩ thầm, lát nữa xem có đòi thêm được ít chân long thánh dịch nữa không. Một lát sau, trong điện chính của tông môn, Lâm Nhất lại gặp lại Phù Vân Kiếm Tông Vương Tuyệt. Đối phương mặc bộ quần áo màu xám, tóc dài râu dài, ánh mắt lãnh ngạo. Quyết tuyệt ẩn chứa nét ngang ngược, khí tức trên người lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy cao thâm khó dò, nhất là kiếm ý như vực sâu, như biển lớn, mênh mông vô bờ, sâu không nhìn thấy đáy. Khuôn mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc, sau khi thấy Lâm Nhất, ông ta lập tức lộ ra ý cười. Anh bạn nhỏ, nghe nói Bôn Lôi Ma Kiếm đã bị người ta chém chết ngay trước mặt mọi người ở Thiên Tinh Các, thế danh sách này của cậu chắc là chưa hoàn thành nhỉ? Trưởng môn Phù Vân cười nói, trước đó chúng ta đã thỏa thuận rồi, chỉ cần sót một người, thì một giọt chân long thánh dịch cũng không có. Lâm Nhất không nói gì, hắn để cái đầu của Bôn Lôi Ma Kiếm ra, nhíu mày nói, giả cho đổi. Công tử Táng Hoa chính là cậu hả? Trưởng môn Phù Vân ngạc nhiên nói, Lâm Nhất chớp mắt, mỉm cười nói, ông cứ giả vờ tiếp đi. Ha ha hai trưởng môn Phù Vân cười nói, lão phu không giả vờ đâu, tuy ta có phỏng đoán một chút, nhưng ai mà ngờ được, đạo âm luật của cậu còn có trình độ như vậy. Bớt làm trò đi, chân long thánh dịch của ta, ông đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Nhất chẳng thèm khách khí với ông ta, hắn đưa tay ra đòi. Tổng cộng là 135 giọt, cậu tự đếm đi. Trưởng môn Phù Vân khá là khách khí, thu đầu của Bôn Lôi Ma Kiếm xong, ông ta lấy chân long thánh dịch ra luôn. Lâm Nhất nhìn chân long thánh dịch trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, trái tim đập bùm bùm không thôi. 135 giọt chân long thánh dịch, đây được xem là một con số cực khổng lồ đấy, cho dù ở con đường thông thiên gặp được nhiều kỳ ngộ, nhưng thu thập chân long thánh dịch cũng cực, không hề dễ dàng. Ở Thương Huyền Phủ thì càng khỏi phải nói, cho dù là ở Hoang Cổ Vực. Hơn 100 giọt chân long thánh dịch vẫn là một con số không thể tưởng tượng nổi đối với phần lớn tông môn. Lâm Nhất biết rõ, dựa vào việc giết mấy tên tà tu thì tuyệt đối không thể đổi được nhiều chân long thánh dịch như này. Chắc chắn, ông già này vẫn còn có tâm tư khác. Nhưng mặc kệ ra sao, chân long thánh dịch này rất quan trọng với Lâm Nhất, hắn nghiêm túc cất kỹ đi, rồi chắp tay vái, đa tạ. Không cần cảm ơn ta, giúp cậu cũng là giúp ta. Hiếm khi trưởng môn Phù Vân trông thấy Lâm Nhất nói lời cảm ơn trịnh trọng,
nên có hơi ngơ người, ông ta bật cười nói, nếu cậu thấy không yên tâm thì trả lại ta một ít cũng được. Ha ha ha, không có đâu. Lâm Nhất tươi cười, ánh mắt lấp lánh, tôi mặc kệ ông có mục đích gì. Chân Long Thánh Dịch đã về tay, muốn hắn tặng đi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Một chút Chân Long Thánh Dịch này cũng không đủ để tôi đánh vào Thất Hoa Tụ Đỉnh, tôi còn đang chế ít đây này. Ông già, ông nói thật đi, ông còn cất giữ bao nhiêu Chân Long Thánh Dịch nữa vậy? Lâm Nhất chớp mắt, tiếp tục đánh chủ ý lên đối phương. Hắn đã có Thương Long Thánh Thiên Quyết, hiệu suất luyện hóa Chân Long Thánh Dịch cao hơn người bình thường nhiều, theo như hắn tính thì phải cần 200 giọt Chân Long Thánh Dịch mới được. Chỉ cần Thương Long Thánh Thiên Quyết tu luyện đến lục trọng, cơ thể xác TH1T này mới chống đỡ được lúc Thất Hoa Tụ Đỉnh, mới gánh vác được lượng chân nguyên hào hùng sau Thất Hoa Tụ Đỉnh. Đánh vào cảnh giới cao như cảnh giới thiên phách, cơ thể xác TH1T cực kỳ quan trọng. Không chỉ có độ kiếp, sau khi đạt được Thất Hoa Tụ Đỉnh, Lâm Nhất sẽ trở nên cực kỳ cây ết ủng bố với những gì tích lũy được ở cảnh giới thiên phách. Một khi tấn thăng lên tinh quân, tinh nguyên mà cơ thể ngưng tụ sẽ vượt xa tưởng tượng của người bình thường, sẽ ép thẳng đến cảnh giới tinh hà, thậm chí yêu nghiệt cảnh giới tinh tượng cũng chưa chắc đã ngăn cản được hẳn. Với lượng tinh nguyên đồi dào hào hùng đó, nếu không có một tinh thần và thể xác mạnh mẽ, thì chỉ trong nháy mắt cơ thể sẽ nổ tung, Thất Hoa Tụ Đỉnh không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Không có a, với cậu thì lão phu sẽ không cất riêng đâu, nếu cậu có thể thành công đánh vào Thất Hoa Tụ Đỉnh, với ta đó cũng là chuyện tốt, vừa khéo lão phu đang có một việc cần cậu giúp. Trưởng môn Phù Vân cười mỉm nói, tin ông mới là lại Lâm Nhất nghĩ thầm, ông già này thâm sâu khó lường, so với Phong Giác thì còn mạnh hơn nhiều. Phong Giác tiện tay có thể tặng hắn một kiện thánh khí, ông già này mạnh hơn Phong Giác, xuất thân chí ít phải hơn đối phương gấp mấy lần. Việc gì, Lâm Nhất khá là tò mò với việc mà ông ta nói. Đợi khi nào cậu luyện được Thất Hoa Tụ Đỉnh rồi nói sau, bây giờ có kể với cậu cũng vô ích, còn nữa. Mấy tháng tới khiêm tốn một chút, trưởng môn Phù Vân rất là có thâm ý nhìn hắn một cái, rồi đặc biệt dặn dò. Hình như, ông ta gọi Lâm Nhất tới, chủ yếu là vì lời dặn cuối cùng. Lâm Nhất đang suy nghĩ về việc này, hắn gây ra náo động lớn như thế ở ma vực Thương Huyền, đúng là tránh đầu gió vẫn tốt hơn. Tán gẫu thêm một lúc, thấy đối phương tử thủ nghiêm ngặt, không bòn được đồ mấy, Lâm Nhất nổi lên suy nghĩ. Ông già, ông thật sự không còn Chân Long Thánh Dịch à? Ta nghĩ, thật ra ta cũng có thể không cần khiêm tốn như thế. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm một câu nữa. Ha ha, hai trưởng môn Phù Vân cười to, khi cười, nét nhăn nơi khóe mắt nhăn lại, trông ông ta trẻ lên nhiều. Dường như Lâm Nhất sinh ra ảo giác, người đang đứng trước mặt mình không phải là một ông già, mà là một kiếm khách trẻ phong độ bất phàm, tràn đầy tài năng, phong thái của hắn làm cho mọi kiếm khách phải ủ ê nhạt nhòa. Nhóc con, cậu thật là cứng đầu, thôi được rồi, đợi cậu luyện hóa xong chỗ Chân Long Thánh Dịch này, ta sẽ cho cậu mấy cái tên nữa nhé. Trưởng môn Phù Vân cười bất đắc dĩ. Thành giao, Lâm Nhất vui vẻ hớn hở, quả nhiên ông già này vẫn còn Chân Long Thánh Dịch. Sau khi hắn ra khỏi điện chính tông môn chưa được bao lâu, Diệp Tử Lăng đi vào điện chính tông môn, hai người không có đụng mặt nhau. Cha, lần này ma vực Thương Huyền đã xảy ra chuyện lớn. Diệp Tử Lăng vừa mới về từ ma vực Thương Huyền, nàng ta vẫn khó mà quên được chuyện xảy ra ở Thiên Tinh Các. Nàng ta kể lại kỹ càng sự việc công tử Táng Hoa chém chết Bôn Lôi Ma Kiếm cho đối phương nghe, đồng thời hỏi kiểu thăm dò. Bên ngoài đồn, công tử Táng Hoa này là đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Diệp Tử Lăng dè dặt nói thật nàng ta không tin, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút mong chờ. Nếu đối phương thật sự là đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, vậy chắc chắn phụ thân biết đó là ai, thế thì nàng ta có thể đích thân nói lời cảm ơn với hắn. Chỉ là nói lời cảm ơn thôi, Diệp Tử Lăng nhắc đi nhắc lại trong lòng, cứ như thể đang thuyết phục chính mình vậy. Bôn Lôi Ma Kiếm là nút thắt của nàng ta, hoặc bảo đó là tâm ma cũng không quá, công tử Táng Hoa giết chết hắn ta. Sau một khúc tiêu, nút thắt của nàng ta đã được hóa giải trong vô hình, cực kỳ thần kỳ. Trong tiếng tiêu đó ẩn chứa sự cô độc và thanh lãnh khó mà tưởng tượng nổi, nàng ta láng máng bắt được một tia ý cảnh, còn người ngoài nhìn vào thì nói thẳng là công tử Táng Hoa ngỗ ngược. Trong thâm tâm, có lẽ mình có một nỗi phiền muộn khó lòng tháo gỡ. Nhưng so với đối phương, chút nút thắt của mình đây chẳng là gì cả. Lâm Nhất vừa đi, cậu ấy đã kể cho ta nghe chuyện ở ma vực Thương Huyền rồi. Khuôn mặt trưởng môn Phù Vân hiện ra ý cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ánh mắt Diệp Tử Lăng xoẹt qua một tia thất vọng khó nhận thấy, phụ thân không nói, vậy có lẽ, công tử Táng Hoa kia không phải đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông thật rồi.
nhưng Lâm Nhất cũng ở ma vực Thương Huyền ư, tên này mới ở thiên phách thất trọng cảnh thôi, tuy bảo người ở cảnh giới tỉnh nguyên bình thường không phải đối thủ của hắn, nhưng đi đến ma vực thì vẫn là quá liều lĩnh. Tên này đúng là đồ điên, so với công tử Táng Hoa, kém xa. Trong lòng nghĩ vậy, tâm tình của Diệp Tử Lăng không kìm được hiện ra ngoài mặt. Hình như con rất có ý kiến với Lâm Nhất hả? Trưởng môn Phù Vân cười tít mắt nói. Diệp Tử Lăng nói thật, con gái không có ý kiến với hắn, con chỉ không thích cái tính hay thể hiện của hắn thôi, nếu hắn mà biết khiêm tốn. Thì với thiên phú của hắn, sau này thể nào cũng hơn con, nhưng bây giờ hắn chỉ là một đệ tử ngông cuồng thôi, còn chưa vào tinh quân, đã dám đến ma vực Thương Huyền, thiên phú có cao đi chăng nữa, thì cũng phải biết tiếc mạng. Ha 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 ha, trưởng môn Phù Vân không kìm được cười to nói, công tử Táng Hoa có thể ngông cuồng. Lâm Nhất thì không được ngông cuồng hả? Con như vậy là có hơi thành kiến với người ta đó. Dường như Diệp Tử Lăng bị vạch trần gì gì đó, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ đỏ mặt, nàng ta nhỏ giọng nói, hắn làm sao mà bì được với công tử Táng Hoa. Thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều, con có thành kiến với hắn đâu, chẳng qua con không thích hắn cứ ngông cuồng thôi. Hắn đứng hạng nhất thiên lộ thứ 9, xếp thứ nhất trên bảng thông thiên, yêu nghiệt như thế, con bảo hắn phải khiêm tốn kiểu gì ở Phù Vân Kiếm Tông. Thiên phú, thực lực của hắn như thế, bất kể làm cái gì cũng sẽ có vẻ rất ngông cuồng. Trưởng môn Phù Vân cười nhẹ nói, oanh, trong lòng Diệp Tử Lăng chấn động, trước đây phụ thân không hề nói ra xếp hạng của đối phương trên bảng thông thiên, vậy mà hắn còn đứng đầu bảng ở thiên lộ thứ 9, nơi các quân hùng số 1 số 2 xưng bá ư. Chuyện này sao có thể? Rõ ràng tên đó đáng ghét như thế, sao có thể là người giành hạng nhất chứ? Chuyện này quá vô lý. Nghĩ đến chuyện, khả năng mình đã hiểu lầm đối phương, Diệp Tử Lăng chợt thấy căng thẳng, nhưng dù vậy nàng ta vẫn bảo, thế thì sao, hắn lén nuôi ấu nữ. Trưởng môn Phù Vân vuốt chòm râu, mỉm cười nói, nếu ta đoán không nhầm thì có thể đó là khí linh, cũng có thể là kiếm linh, chứ không phải như con nghĩ đâu. Khí linh, kiếm linh, Diệp Tử Lăng ngẩn người, cô bé xinh đẹp như tiên nữ kia, mà lại là khí linh. Thế này thì hiểu lầm to rồi, nghĩ đến suy nghĩ mà mình gán cho đối phương. Nàng ta không khỏi thấy xấu hổ. Chuyện cười này nháo có hơi lớn rồi. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm một câu nữa. Ha ha, hai trưởng môn Phù Vân cười to, khi cười, nét nhăn nơi khóe mắt nhăn lại, trông ông ta trẻ lên nhiều. Dường như Lâm Nhất sinh ra ảo giác, người đang đứng trước mặt mình không phải là một ông già, mà là một kiếm khách trẻ phong độ bất phàm, tràn đầy tài năng, phong thái của hắn làm cho mọi kiếm khách phải ủ ê nhạt nhòa. Nhóc con! Cậu thật là cứng đầu, thôi được rồi, đợi cậu luyện hóa xong chỗ chân long thánh dịch này, ta sẽ cho cậu mấy cái tên nữa nhé. Trưởng môn Phù Vân cười bất đắc dĩ. Thành giao, Lâm Nhất vui vẻ hớn hở, quả nhiên ông già này vẫn còn chân long thánh dịch. Sau khi hắn ra khỏi điện chính tông môn chưa được bao lâu, Diệp Tử Lăng đi vào điện chính tông môn, hai người không có đụng mặt nhau. Cha, lần này ma vực Thương Huyền đã xảy ra chuyện lớn. Diệp Tử Lăng vừa mới về từ ma vực Thương Huyền. Nàng ta vẫn khó mà quên được chuyện xảy ra ở Thiên Tinh Các. Nàng ta kể lại kỹ càng sự việc công tử Táng Hoa chém chết Bôn Lôi Ma Kiếm cho đối phương nghe, đồng thời hỏi kiểu thăm dò. Bên ngoài đồn, công tử Táng Hoa này là đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Diệp Tử Lăng dè dặt nói thật nàng ta không tin, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút mong chờ. Nếu đối phương thật sự là đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, vậy chắc chắn phụ thân biết đó là ai. Thế thì nàng ta có thể đích thân nói lời cảm ơn với hắn. Chỉ là nói lời cảm ơn thôi, Diệp Tử Lăng nhắc đi nhắc lại trong lòng, cứ như thể đang thuyết phục chính mình vậy. Bôn Lôi Ma Kiếm là nút thắt của nàng ta, hoặc bảo đó là tâm ma cũng không quá, công tử Táng Hoa giết chết hắn ta. Sau một khúc tiêu, nút thắt của nàng ta đã được hóa giải trong vô hình, cực kỳ thần kỳ. Trong tiếng tiêu đó ẩn chứa sự cô độc và thanh lãnh khó mà tưởng tượng nổi, nàng ta láng máng bắt được một tia ý cảnh. Còn người ngoài nhìn vào thì nói thẳng là công tử Táng Hoa ngỗ ngược. Trong thâm tâm, có lẽ mình có một nỗi phiền muộn khó lòng tháo gỡ. Nhưng so với đối phương, chút nút thắt của mình đây chẳng là gì cả. Lâm Nhất vừa đi, cậu ấy đã kể cho ta nghe chuyện ở ma vực Thương Huyền rồi. Khuôn mặt trưởng môn Phù Vân hiện ra ý cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ánh mắt Diệp Tử Lăng xoẹt qua một tia thất vọng khó nhận thấy, phụ thân không nói, vậy có lẽ... Công tử Táng Hoa kia không phải đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông thật rồi. Nhưng Lâm Nhất cũng ở ma vực Thương Huyền ư, tên này mới ở thiên phách thất trọng cảnh thôi, tuy bảo người ở cảnh giới tỉnh nguyên bình thường không phải đối thủ của hắn, nhưng đi đến ma vực thì vẫn là quá liều lĩnh.
Tên này đúng là đồ điên, so với công tử Táng Hoa, kém xa. Trong lòng nghĩ vậy, tâm tình của Diệp Tử Lăng không kìm được hiện ra ngoài mặt. Hình như con rất có ý kiến với Lâm Nhất hả? Trưởng môn Phù Vân cười tít mắt nói. Diệp Tử Lăng nói thật, con gái không có ý kiến với hắn, con chỉ không thích cái tính hay thể hiện của hắn thôi, nếu hắn mà biết khiêm tốn. Thì với thiên phú của hắn, sau này thể nào cũng hơn con, nhưng bây giờ hắn chỉ là một đệ tử ngông cuồng thôi, còn chưa vào tinh quân, đã dám đến ma vực Thương Huyền, thiên phú có cao đi chăng nữa, thì cũng phải biết tiếc mạng. Ha 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 ha, trưởng môn Phù Vân không kìm được cười to nói, công tử Táng Hoa có thể ngông cuồng. Lâm Nhất thì không được ngông cuồng hả, con như vậy là có hơi thành kiến với người ta đó. Dường như Diệp Tử Lăng bị vạch trần gì gì đó, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ đỏ mặt, nàng ta nhỏ giọng nói, hắn làm sao mà bì được với công tử Táng Hoa. Thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều, con có thành kiến với hắn đâu, chẳng qua con không thích hắn cứ ngông cuồng thôi. Hắn đứng hạng nhất thiên lộ thứ 9, xếp thứ nhất trên bảng thông thiên, yêu nghiệt như thế, con bảo hắn phải khiêm tốn kiểu gì ở Phù Vân Kiếm Tông. Thiên phú, thực lực của hắn như thế, bất kể làm cái gì cũng sẽ có vẻ rất ngông cuồng. Trưởng môn Phù Vân cười nhẹ nói, oanh, trong lòng Diệp Tử Lăng chấn động, trước đây phụ thân không hề nói ra xếp hạng của đối phương trên bảng thông thiên, vậy mà hắn còn đứng đầu bảng ở thiên lộ thứ 9, nơi các quân hùng số 1 số 2 xưng bá ư. Chuyện này sao có thể? Rõ ràng tên đó đáng ghét như thế, sao có thể là người giành hạng nhất chứ, chuyện này quá vô lý. Nghĩ đến chuyện, khả năng mình đã hiểu lầm đối phương, Diệp Tử Lăng chợt thấy căng thẳng, nhưng dù vậy nàng ta vẫn bảo, thế thì sao, hắn lén nuôi ấu nữ. Trưởng môn Phù Vân vuốt chòm râu, mỉm cười nói, nếu ta đoán không nhầm thì có thể đó là khí linh, cũng có thể là kiếm linh, chứ không phải như con nghĩ đâu. Khí linh, kiếm linh, Diệp Tử Lăng ngẩn người, cô bé xinh đẹp như tiên nữ kia. Mà lại là khí linh. Thế này thì hiểu lầm to rồi, nghĩ đến suy nghĩ mà mình gán cho đối phương, nàng ta không khỏi thấy xấu hổ. Chuyện cười này nháo có hơi lớn rồi. Trên Phù Vân, trời trong nắng ấm, Lâm Nhất đi ra khỏi điện chính tông môn, rồi phi hành như một vị tiên bay qua màn sương, một lát sau có tiếng đàn vang lên. Là nàng, Lâm Nhất cong môi cười, xem ra Lạc Hoa cô nương vẫn chưa quên ước định với hắn. Thiên Niên Hỏa, hắn cực kỳ hoài niệm cái hương vị đó. Lâm Nhất liếm môi, đi theo âm thanh, thoáng cái hắn đã nhìn thấy núi Thánh Kiếm. Ở xung quanh núi Thánh Kiếm, có rất nhiều đỉnh núi lơ lửng trấn áp núi Thánh Kiếm, bình thường đó là khu vực cấm. Lâm Nhất là đệ tử chân truyền phòng chữ thiên, hắn có thể đi lại tự do ở Phù Vân Kiếm Tông, người ngoài không được vào nhưng hắn thì vào thoải mái. Trên tầng mây trống không, càng đi càng vắng vẻ, xung quanh núi Thánh Kiếm tựa như tiên cảnh. Lâm Nhất nghe tiếng đàn khá là tận hưởng. Hẳn cảm nhận được ý cảnh phiêu miểu vô biên trong tiếng đàn. Nàng đang gảy mây, từng âm điệu tựa như đám mây bồng bềnh trong không trung, đặt mình vào trong đó, lâng lâng như thoát xác thành tiên. Mây bay không phải ý ta, loáng cái đã một vạn năm. Trong mắt người bình thường, mây bay chính là trời, dù có là những kẻ kiêu ngạo hay đầy thiên phú, phần lớn đều mắc kẹt dưới tầng mây, dưới bầu trời. Nhưng trên tầng mây, lại là cái gì? Lâm Nhất chợt hiểu ra, hắn ngẩng đầu nhìn sang với vẻ mặt ngưng trọng. Trên tầng mây không phải còn có trời à? Ngoài mây có mây, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Nhất bỗng trở nên đau đớn tột cùng, một loại cảm xúc rối rắm phiền muộn trong lòng hóa thành áp lực cuồng bạo khôn cùng. Ầm ầm ầm, kiếm ý của hắn hỗn loạn, sự kiên trì trong thời gian dài nào đó bỗng nhiên sụp đổ. Khủng hoảng bao phủ, kiếm ý hỗn loạn, chân nguyên nghịch hành, toàn thân đau nhức vô cùng. Nếu bên ngoài mây vẫn là mây, bên ngoài bầu trời vẫn là trời. Vậy tu hành kiếm đạo có ý nghĩa gì? Mặc dù ở chỗ sâu trên Phù Vân, vẫn ở dưới trời. Kiếm của ta, tu luyện đi tu luyện lại, cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Phụt, trong lòng Lâm Nhất đau đớn, cảm xúc dữ dội vô cùng trào ra, một ngụm máu tươi phụt ra từ trong miệng. Sắc mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch, trạng thái cả người cũng trở nên cực kỳ gay gâu, hắn ở trên mây lung lay sắp ngã. Tẩu hỏa nhập ma, một từ ngữ đáng sợ chợt xuất hiện trong đầu Lâm Nhất. Hắn lập tức cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trình độ kiếm đạo của hắn đang tan rã một cách kỳ lạ, giống như một tòa nhà cao tầng đang không ngừng bong ra từng mảnh, trong mơ hồ còn sắp sụp. Đổ bất cứ lúc nào. Lâm Nhất cười thất vọng, sáng vừa nghe đạo, tối phải chết. Đúng là nghe đạo mà chết, nhưng chỉ là nghe đạo thôi mà, đạo này xa không thể tới, xa không thể tới. Trong lòng Lâm Nhất chợt sinh ra lòng căm hận đáng sợ, đôi mắt hắn đỏ rực, có huyết lệ cuồng nộ. Hận trời quá cao.
hận kiếm quá ngắn. Cheng, 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 đột nhiên, tiếng đàn bay trong làn mây dần biến ảo, hóa thành vương hầu liếc nhìn thế gian bằng nửa con mắt. Đây không phải âm vương hầu bình thường, cao cao tại thượng, tựa như bậc đế vương con trời, nhìn xuống nhân gian, bố thí cho ta và người khác. Rõ ràng là một âm vương hầu bá đạo, giờ phút này lại hóa thành dịu dàng vô biên, giống như một cánh tay trắng nõn mềm mại như nước, vỗ về cơ thể Lâm Nhất. Vẻ mặt Lâm Nhất dần dịu đi, kiếm ý hỏng bét trong cơ thể ngừng tan rã, ánh mắt cũng trong veo dần lại. Tiếng đàn này tựa như có ma lực, biết nỗi bư ồn trong trái tim này, đủ loại cảm xúc cứ thế mà tuôn ra. Nửa khắc sau, Lâm Nhất đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía chân trời, thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Bóng người lên lên xuống xuống, sau vài cái chợt lóe, Lâm Nhất rơi xuống chỗ cũ, chỗ mà ngày thường hắn hay gặp bạch y nữ tử. Trong tầng mây vô biên, ngọn núi đứng vững, trong ngôi đình nghỉ chân trên đỉnh núi, Lạc Hoa mặc một bộ trang phục màu trắng, ngồi đó đánh đàn. Vẫn giống như ngày thường, nàng ta đeo chiếc mũ có mảnh sa trắng, mông lung mà mơ hồ, không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương. Nhưng chỉ nhìn vào ngón tay đánh đàn của nàng ta thôi là có thể loáng thoáng đoán được, dưới mảnh sa trắng kia, chỉ sợ cũng là một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành. Lạc Hoa, Lâm Nhất đạp mây hạ xuống, hắn dịu dàng cười nói, chính là Giang Nam phong cảnh đẹp, gặp lại quân vào mùa hoa rơi. Giang Nam ở đâu vậy? Lạc Hoa ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt đẹp sau mảng che mặt hiện ra vẻ ò mò. Giang Nam ở đâu? Lâm Nhất ngẩn người, sau đó hắn chợt cười to, nói thật hắn cũng không biết Giang Nam ở đâu. Dù biết thì cũng không muốn đi, nếu được, Giang Nam cứ sống trong mộng thì tốt hơn. Nếu đến Giang Nam thật, có khi mọi ảo tưởng và tốt đẹp đều sẽ tan vỡ. Giang Nam chỉ là một giấc mộng, Lạc Hoa cô nương mới là thật. Đợi khi ta tỉnh mộng, thì nhìn thấy cô nương. Lâm Nhất đi vào trong đình rồi ngồi xuống, hắn thấy trên bàn đã để sẵn bình rượu, hai mắt lập tức sáng lên. Thiên Niên Hỏa, hắn ngắm bình rượu một lúc, sau đó rót đầy ly, thì thấy trong ly rượu trong và mát. Có ngọn lửa màu vàng, từng đốm nhỏ trôi nổi trong rượu. Đúng là Thiên Niên Hỏa, Lâm Nhất cười một tiếng, hắn ngắm chén rượu rồi lắc lắc. Chỉ chốc lát, những đốm lửa nhỏ màu vàng kia đã trồi lên mặt nước. Chỗ lửa mặt trời này hóa thành một con kim ô ngay trước mặt hắn, rồi bay lượn trong đình. Dị tượng này thần kỳ đến nỗi không thể nói nên lời. Lâm Nhất cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hai má đỏ ửng, chỉ thấy nhẹ nhàng sảng khoái, hắn hít sâu rồi nói, rượu ngon. Rõ ràng Lâm công tử đã giết được Bôn Lôi Ma Kiếm. Vì sao trong lòng vẫn đau buồn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma? Nữ tử áo trắng Lạc Hoa tò mò hỏi, trong tò mò xen lẫn chút quan tâm. Kiếm ý tứ phẩm, Lâm Nhất nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng nói. Ban nãy, hắn chợt ngộ ra, ngoài tầng mây và bầu trời này còn có tầng mây và bầu trời khác. Gần như không thể thắng trời. Trong thoáng chốc những lĩnh hội và suy nghĩ trước kia đều hóa thành bong bóng. Nhiệt huyết hào hùng trước kia muốn vượt mây và trời càng tỏ ra nực cười biết bao. Hắn rơi ma trướng trong nháy mắt, suýt nữa rơi xuống vực thẳm cực kỳ đáng sợ. Hắn cũng không giấu giếm mà kể hết lại những gì mình nghĩ và những gì vừa trải qua cho đối phương nghe. Ngoài tầng mây và bầu trời này còn có tầng mây và bầu trời khác. Huynh có thể lĩnh ngộ được mức này cũng không dễ. Hầu hết người đời chỉ sống dưới những đám mây, thậm chí còn không dám nghĩ đến vấn đề này. Giọng nói của Lạc Hoa rất dễ nghe, nàng nói tỉ mỉ, nhiều lúc chúng ta muốn leo lên đỉnh núi, nhưng sau khi leo lên chắc chắn sẽ nhìn thấy một ngọn núi khác cao hơn, rất nhiều người sẽ gục ngã ở đây. Rõ ràng là leo núi đã cực kỳ nguy hiểm, được rèn giữa bởi khó khăn rồi. Nào ngờ núi này còn có núi kia, ngoài tầng mây này còn có tầng mây khác, trên bầu trời vẫn có một tầng trời nữa. Người này còn có người nọ, thiên ngoại hữu thiên chính là đạo lý này. Kiếm ý tứ phẩm thực sự rất khó. Lâm Vân thở dài, lấy ra cây sáo tử ngọc thần trúc, bắt đầu tùy ý thổi trong đỉnh hóng mát. Hắn thổi khúc âm thanh vương hầu, chỉ hòa tấu theo lòng mình như thể tiếng trời. Gây ra đủ loại dị tượng trên biển mây. Sau khi thổi xong khúc đầu tiên, nỗi buồn trong lòng bỗng tan biến đi rất nhiều. Vạn vật trên đời đều có âm dương và sự cân bằng. Trong rất nhiều đại đạo về kiếm pháp và đạo pháp, sự sắc bén nổi trội nhất, nhưng đồng thời nó cũng là khó lĩnh ngộ nhất. Sự sắc bén của những đại đạo khác kém hơn, nhưng nắm bắt khá dễ dàng. Kiếm ý tứ phẩm tên là Thần Tiêu. Nghe nói trên trời có cửu trọng và 36 tầng. Thần Tiêu là tầng cao nhất trong 36 tầng trời. Không biết Lạc Hoa đã đứng dậy từ lúc nào, chậm rãi, thong dong kể ra, nhưng... Việc này quan trọng ư? Trời cao bao nhiêu có quan trọng không? Tim Lâm Nhất thình thịch đập loạn, hắn đột nhiên bừng tỉnh,
lời nói của đối phương như thể nước rót đầu, khiến hắn lập tức hiểu ra. Tiếng ong ong trong đầu chợt nổ tung, rất nhiều nút thắt được cởi ra. Không quan trọng, một lúc lâu sau, Lâm Nhất khẽ cười một tiếng, nụ cười như tiên nhân xua tan mây mù. Bùm, có ánh sáng nở rộ ở giữa ấn đường của hắn, và một hạt giống được ngưng tụ từ kiếm ý đã hoàn toàn hình thành ở giữa ấn đường. Đây là một cái kén kiếm hoàn chỉnh, khi nó thoát ra khỏi kén và hóa thành một con bướm, kiếm ý tứ phẩm sẽ như nước chảy thành sông. Trời cao bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là hai chữ thẩm tiêu. Thần tiêu không chỉ có nghĩa là bầu trời cao nhất, mà kiến giải ra sẽ là thần ở trên bầu trời. Kiếm ý tứ phẩm ở trên trời, nhưng ngoài tầng trời này vẫn còn tầng trời khác, thiên ngoại hữu thiên. Vậy hãy để kiếm ý thông thiên, các vị thần ở trên trời, và kiếm của ta là bầu trời. Lâm Nhất đã bị mắc kẹt ở bình cảnh kiếm ý tứ phẩm này rất lâu, lúc nào cũng đang lĩnh ngộ nó, giờ phút này được chỉ điểm một chút mà tất cả sương mù đều tan biến. Kén kiếm ở ấn đường hoàn toàn hình thành, kiếm ý đạt tới cảnh giới bán bộ thần tiêu. Chỉ chờ 5 tháng tích lũy là có thể nước chảy thành sông, nắm vững kiếm ý tứ phẩm chân chính, thần ở trên trời, còn kiếm của ta chính là bầu trời. Mọi bình cảnh đã biến mất, cô nương Lạc Hoa hiểu biết nhiều ghê, vừa rồi suýt chút ta đã mất mạng. Nào ngờ trong cái rủi lại có cái may, bình cảnh kiếm ý tứ phẩm cứ thế bị phá vỡ. Lâm Nhất hơi cảm khái nói. Lạc Hoa khế cười, nói, những người khác còn đang leo núi, huynh đã ngắm cảnh trên mây, sớm muộn gì cũng sẽ gặp kiếp này. Ta chỉ vừa khéo gặp được cơ duyên mà thôi. Với kiếm tâm của Lâm công tử, kiếp này không có âm thanh vương hầu của ta thì vẫn vượt qua được. Cuối cùng huynh cũng sẽ hiểu được đạo lý này. Lâm Nhất mỉm cười, không tỏ vẻ gì. Hắn ngày càng tò mò về thân phận của đối phương. Liệu một thế gia thánh giả trong giới Côn Luân lại có thể biết nhiều như vậy ư? Nàng biết âm thanh vương hầu, hơn nữa còn am hiểu hơn cả hắn. Những giảng giải của nàng về kiếm ý tứ phẩm khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Nếu như bản thân không có tài năng mạnh mẽ, cho dù được trưởng bối chỉ dạy, nghe xong chưa chắc đã hiểu được, mà hiểu thì cũng không biết dạy. Chẳng hạn nếu nàng nói những lời tương tự với Diệp Tử Lăng, đối phương chắc chắn sẽ mờ mịt và không hiểu ý nàng. Chẳng những không gặt hái được gì, trái lại còn sẽ hiểu nhầm, cản trở việc tu luyện kiếm ý thông thiên của nàng. Vừa vặn gặp được cơ duyên, đúng lúc Lâm Nhất lĩnh ngộ kiếm ý tứ phẩm lâu như vậy, cho nên lời nói của nàng mới trở nên quan trọng như vậy. Vừa chỉ điểm đã hiểu, mọi bình cảnh được. Thông suốt trong nháy mắt, thân phận của nàng không đơn giản, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, lẩm bẩm nói, nghe nói cô nương Lạc Hoa cố ý đến Phủ Vân Kiếm Tông là vì bí mật trong núi Thánh Kiếm. Chỉ đúng một nửa, Lạc Hoa không hề né tránh, nàng nhìn về phía núi Thánh Kiếm, nhỏ giọng nói, núi Thánh Kiếm không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Leo lên đỉnh núi mới chỉ là bước khởi đầu, tầng mây trên núi xanh, sao rơi xuống nước, mây bay không phải ý ta. Vạn năm trôi qua chỉ cần một cái búng tay. Chủ nhân của ngọn núi này đã đưa ra đáp án về bình cảnh mà huynh gặp phải từ lâu. Trong mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ lạ thường, hắn kinh ngạc hỏi, cô nương Lạc Hoa cũng đã leo lên đỉnh núi rồi. Ta chưa từng, nhưng huynh đã leo lên đỉnh núi rồi. Những gì huynh thấy thì a đều có thể thấy được. Dưới đấu nạp màu trắng, khuôn mặt của Lạc Hoa càng trở nên thần bí hơn khi thốt ra những lời đó. Lâm Nhất đột nhiên hiểu ra, khó trách ban đầu khi leo núi. Đối phương lại dừng chân đứng xem, có vẻ như núi Thánh Kiếm thật sự có bí mật. Đúng một nửa, nửa còn lại là gì, Lâm Nhất tiếp tục gặng hỏi. Câu hỏi của hắn có chút không phù hợp với ngày thường, nhưng hắn quá tò mò về Lạc Hoa. Nửa kia chính là nửa kia, Lạc Hoa nhìn hắn nhưng không giải thích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 152.